Triệu hồi cuồng triều ở mặt thế chương 884, ba nhóm truy đuổi ba. Vạn Bình nghĩ thông suốt điều này, liền không chút do dự, lấy từ trong nhẫn không gian ra một đống lớn đạo cụ. Vô số đạo cụ như là gia tốc, không gian chuyển di linh tinh ào ào tuôn ra, Vạn Bình lại điều chỉnh phương hướng một lần nữa, bám chặt theo phía sau mông đám người Việt Nam. Ba người Việt Nam ở phía trước, Vạn Bình ở giữa, Ca Tu ở phía sau. Ba nhóm người tạo thành một đường thẳng, không ngừng phóng về phía xa. Không được, bọn họ quá nhanh. Trương Thiệu Kiệt một tay khiên Diệp Nam, một tay nắm lấy ác cát, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, đôi chân dài tráng kiện chạy như điên. Nhưng mà, so sánh với đạo cụ của Vạn Bình và ca tu với thực lực tuyệt đối, cộng thêm còn khiêng thêm hai người, Trương Thiệu Kiệt liền có vẻ có chút theo không kịp tiết tấu. Ác cát, thả huyết nô. Theo mệnh lệnh của Diệp Nam, cánh tay ác cát giống như hòa tan thành chất lỏng sền sệt tích tích rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng biến thành một đám ma vật dữ tận toàn thân đỏ bừng. Tử Hà có thể chuyển hóa những sinh vật mà mình giết chết trở thành công dân của Vương quốc chết chóc, tạo thêm sự sống cho ác cát. Mà dưới tình huống một thân thực lực của ác cát đều bị phế, sự sống mà Tử Hà cung cấp đã không có ý nghĩa chiến đấu gì. Hiện tại, Tử Hà ngược lại trở thành một loại năng lực triệu hoán mạnh mẽ, Tựa như giới U Minh triệu hoán chiến sĩ U Minh. Ý nghĩ của ác cát vừa xuất hiện. Huyết nô tru lên phóng về phía sau, cố gắng ngăn trở tốc độ của vạn bình. Đáng tiếc, ác cắt sau khi trải qua một lần kiếp nạn lớn, thời gian hồi phục quá ngắn, ngắn đến mức trong tay ác cắt căn bản là không có huyết nô nào ra hình ra dạng. Những bia đỡ đạn này thậm chí còn không ngăn trở vạn bình được một giây. Nhiều nhất là ba phút, vạn bình có thể đuổi kịp chúng ta, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ tiến vào phạm vi cảm tri của ca tu. Nói cách khác, nếu thật sự đến lúc đó, vậy chết chắc rồi. Huyết nô thực lực quá yếu, ngăn cản không có tác dụng. Trương Thiệu Kiệt và ác các mỗi người một câu báo cáo lại tình huống trước mắt cho Diệp Nam, không có một tin tức nào tốt. Diệp Nam suy nghĩ một lát, khóe mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Phía đông nội thành của thành phố M, sắp ra khỏi nội thành. Nơi này cách trấn cờ hờ có xa lắm không? Không xa, ở ngay phía trước. Đi trấn cờ hờ, tìm Văn Vũ. Hiện tại Văn Vũ đang ở ngay tại trấn Cơ Hờ. Lúc Diệp Nam và Văn Vũ làm hàng xóm của nhau, Diệp Nam từng nghe Văn Vũ nhắc tới trấn Cơ Hờ, Diệp Nam đã cẩn thận nhớ kỹ tin tức này. Tuy rằng Diệp Nam hoàn toàn không xác định hiện tại Văn Vũ có thật sự ở trấn Cơ Hờ hay không, có điều, đứng trước tình huống trước mắt, hơn nữa phương hướng cơ bản là giống nhau. Ngựa chết chữa thành ngựa sống thì có gì là không thể chứ? Cứ như vậy và buổi sáng sớm đầy ánh nắng tươi đẹp diệp nam mang theo hai tiểu đệ và hai kẻ truy kích hoang mang vội vã hướng về phía vị trí của văn vũ mà văn vũ lúc này đã thức dậy ở trong lều diệp nam đồ khốn nạn lúc trước ông đây không nên mở lòng từ bi mà tha cho mày một mạng còn có ác cắt mày đã thành kẻ vô dụng rồi còn dám xuất hiện ở trước mặt ông đây hôm nay ông đây sẽ để cho ca tu đưa mày xuống địa ngục còn có ca tu đồ khốn kiếp con mẹ nó mày rảnh quá không có việc gì làm sao? Ông đây giết vài người thì có quan hệ gì tới mày? Vạn Bình ở giữa không ngừng hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi kẻ thù ở phía trước và kẻ phá đám phía sau. Đây cũng không phải là tâm huyết dân trào, mà là một chút thủ đoạn nhỏ của Vạn Bình, Vạn Bình có ý đồ dùng phương thức này để chuyển dời lực chú ý của ca tu đến trên người đoàn người ác cát. Trên thực tế, hiện tại ca tu đã phát hiện ra bóng dáng của ác cát ở phía trước. Xét về tốc độ, tu nhanh hơn Vạn Bình, nhanh hơn Trương Thiệu Kiệt, đây là sự thật không bàn cãi, cuộc truy đuổi tiến hành cho tới bây giờ, khoảng cách của ba bên đã rút ngắn lại rất nhiều. Thậm chí rút ngắn đến mức Katu đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Thiệu Kiệt. Nhưng lúc này Vạn Bình bị kẹp ở giữa, đã mất đi khả năng chạy trốn, khoảng cách giữa anh ta và Katu thật sự là quá gần, gần đến mức một khi anh ta dừng lại hoặc là chuyển phương hướng, thì nên đón anh ta rất có thể chính là sự tập kích mạnh mẽ của ca tu. phù phù diệp nam gần đến chưa trương thiệu kiệt thở hổn hển hỏi diệp nam cố gắng sắp rồi diệp nam thờ ơ đáp lại một câu sau đó quay đầu nhìn tính huống phía sau tên vạn bình kia bám chặt ở phía sau anh trong phạm vi mấy ngàn mét mà trên không trung cách đó chưa đến hai mươi mét ánh sáng trắng tỏa ra khắp nơi chỉ sợ không đến một phút sau đám người bọn họ sẽ bị ca tu đuổi kịp có điều may mắn chính là lúc vừa rồi trương thiệu kiệt đã chạy qua trấn hl đầy dây leo một mảnh đất cắt trống trải đã như ẩn như hiện ở phía trước từ một phút trước văn vũ đã thức giấc chui ra khỏi lều vải một tay cầm chai nước khoáng tùy tiện lau mặt vệ sinh cá nhân một chút vừa đánh thức mấy hồn sủng ở bên chân dậy dậy có người đến Thể chất cơ thể của Văn Vũ khiến cho năng lực cảm tri của cậu mạnh đến mức đáng sợ, cho dù là đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, vẫn nhìn rõ mọi động tĩnh xảy ra ở phía xa như trước. Buổi sáng sớm hôm nay, ánh sáng trắng và dao động năng lượng bùng nổ ở phía xa, thêm nữa là tiếng bước chân vội vàng và âm thanh chửi bậy quen thuộc, cho dù cách nhau khá xa, Văn Vũ cũng có thể đại khái nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ vậy, khóe miệng Văn Vũ nhếch lên, không nghĩ tới vạn bình này, thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Dù muốn cũng không nên tìm chết như vậy. Trong lúc nhất thời, Văn Vũ chỉ có thể cảm thán vận may của mình. Mới vừa quay về thành phố M chưa đến vài ngày, có lẽ có thể giải quyết được một mối băn khoăn của mình. Nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, Diệp Nam không biết mình nên có vẻ mặt gì. Sau khi đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, lúc này Diệp Nam mới bảo Trương Thiệu Kiệt buông mình xuống, sau đó mang hai người ác cát và trương thiệu kiệt đi tới trước mặt văn vũ văn vũ cái kia suỵt đợi sau khi mọi người đến đông đủ rồi nói sao nói xong văn vũ lập tức liếc mắt ra hiệu với ba hồn sủng ba bóng dáng nho nhỏ lập tức dấy lên một trận gió lớn phóng về phía phương hướng diệp nam vừa đi đến bên trong núi rừng phía xa đột nhiên vang lên tiếng kinh hô và tiếng gào thét sau một lúc lâu độc nhãn đã biến thành hình thái chiến đấu trong miệng ngậm vạn bình với những vết thương vô cùng thê thảm và khủng khiếp trên đỉnh đầu là tinh và victor thản nhiên bước trở về mà ở phía sau độc nhãn luồng ánh sáng trắng kia cũng chậm rãi buông xuống từ trên không trung ánh sáng ngọc lóa mắt chậm rãi hóa thành hình dáng của ca tu văn vũ đã lâu không gặp văn vũ bình tĩnh lên tiếng chào hỏi ca tu đến đây đi mọi người đến đây trò chuyện đi nếu cái mớ rắc rối này đã tới tìm mình hơn nữa tham dự trong đó còn có kẻ thù vạn bình, vậy thì Văn Vũ liền dứt khoát xử lý sạch sẽ chuyện này ngay tại mảnh đất của Trấn Cờ Hờ, coi như là giải quyết xong một mối băn khoăn. Độc nhãn ngậm vạn bình đi tới bên cạnh Văn Vũ, Văn Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác của vạn bình, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên. E là vạn bình cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của mình. Nghĩ vậy, Văn Vũ không nói hai lời, hắc ám trong tay ngưng tụ thành sợi tơ, trực tiếp quấn quanh cổ vạn bình. Bục. một âm thanh rất nhỏ vang lên đầu của Vạn Bình theo đó đứt đoạn. Sau đó Văn Vũ không để ý tới thi thể không đầu của Vạn Bình, trực tiếp đi đến bên cạnh Vạn Bình, nhặt những không gian trên ngón tay anh ta lên. Thủ đoạn chạy trốn của Vạn Bình không ít, nhưng mà không có đạo cụ trong những không gian, thì anh ta có thể chạy đến chỗ nào? Làm xong việc này, lúc này Văn Vũ mới chỉ huy độc nhãn đè thi thể của Vạn Bình lại, phòng ngừa Vạn Bình đột nhiên sống lại, sau đó quay đầu nhìn về phía ca tu toàn trường nhất thời lâm vào yên tĩnh lúc việt nam dẫn đường chạy đến chỗ này của văn vũ toàn bộ thế cục lại một lần nữa xảy ra sự lệch hướng bàn tay ai lớn thì chính là lão đại đây mới là đạo lý của thế giới này vừa rồi nắm tay của ca tu lớn nhất cho nên ca tu muốn giết ai thì có thể đuổi theo phía sau mông người đó mà hiện tại quyết định toàn bộ sự phát triển ở nơi này đã biến thành văn vũ không chỉ có Diệp Nam trong lòng không yên, mà ngay cả bản thân ca tu cũng tràn đầy cảm xúc, nếu ác cắt thật sự ôm lấy cái đùi văn vũ này, vậy thì lần này, ca tu chỉ sợ thật sự sẽ phải tay không mà về. Sao anh lại rời khỏi Yến Kinh? Văn Vũ một bên chú ý trạng thái của Vạn Bình, một bên trò chuyện với ca tu. Diệp Nam và Vạn Bình ở thành phố M, việc này cũng không có gì lạ, dù sao nơi này là quê nhà của hai người. Nhưng ca tu xuất hiện ở nơi này, lại làm cho văn vũ có chút khó hiểu nghe được câu hỏi của văn vũ ca tu hơi ngừng một chút sau đó giơ tay lên chỉ chỉ ác cát và vạn bình ở trên mặt đất tôi tới giết anh ta còn có anh ta a à, văn vũ nhíu mày vì sao không ý gì khác chỉ là tò mò mà thôi tội ác tày trời nên xử tử một cái cớ hoàn mỹ văn vũ bị nguyên nhân này khiến cho không nói nên lời sau một lúc lâu, Văn Vũ cười khổ nói một câu với Ca Tu, anh sống thật mệt. Trừng ác dương thiện, điều này ở trong mắt Văn Vũ, tuyệt đối là một chuyện hết sức mệt mỏi. PS trừng ác dương thiện, trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện. Nói đến đây, Văn Vũ cũng không hỏi lại Ca Tu nữa, ngược lại đi tới trước thi thể của Vạn Bình, nghiêm túc quan sát trạng huống của Vạn Bình. Người này có kỹ năng trọng sinh, Văn Vũ đương nhiên là biết rõ lần trước chính là bị loại kỹ năng trọng sinh này đánh cho trở tay không kịp, lúc này đây, nói gì đi nữa văn vũ cũng sẽ không phạm lại sai lầm này một lần nữa. Đơn giản mà nói, chỉ là canh sát thôi, vừa vặn, hiện tại văn vũ đang có thời gian rảnh, bỏ ra vài ngày canh giữ thi thể của vạn bình cũng không có gì đáng ngại lắm. Ca tu ở bên cạnh thấy được hành động của văn vũ, mở miệng nói. Quân đội có lập hồ sơ các kỹ năng của vạn bình, tam hồn bất diệt thể, cấp S, năng lực bị động lúc ký chủ tử vong, sẽ lập tức tiêu hao một hồn trong cơ thể, sau đó sẽ trọng sinh trong vòng một ngày. Ký chủ có thể tự khống chế thời gian trọng sinh, nhưng xin lưu ý, một hồn tiêu hao ngẫu nhiên, rất có khả năng sẽ tiêu hao chủ hồn, nếu chủ hồn bị lựa chọn, ký chủ sẽ bị hồn phụ chiếm lấy. Từ đó trở thành một quái vật chỉ biết giết chóc không có ý thức tự chủ. Anh ta có thể tự do khống chế thời gian sống lại, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể là một ngày, hiện tại trong thân thể của anh ta còn hai hồn, chỉ cần các anh đợi hai ngày, vạn bình chắc chắn phải chết. Cảm ơn. Văn Vũ không khách khí tiếp nhận hành động tốt bụng của ca tu. Có điều, đối với loại người trực tiếp như ca tu mà nói, bán cho Văn Vũ một cái nhân tình, vậy thì nhất định là có chuyện muốn nhờ. Quả nhiên, Văn Vũ mới vừa mới nói cảm ơn không quá hai giây, ca tu lập tức chỉ chỉ đám người Việt Nam ở bên cạnh. Vậy nếu bây giờ tôi giết bọn họ, anh có quan tâm không? Quan tâm? Sao tôi lại phải xen vào? Văn Vũ nhớ mày, lắc đầu, vô cùng kiên định nói ra đáp án của mình. Câu trả lời này khiến cho ca tu vui vẻ, lại làm cho đáy lòng ba người Diệp Nam trầm xuống. Nhìn thấy Diệp Nam nhíu mày, khóe môi hơi mất máy, muốn nói cái gì đó, Văn Vũ quyết đoán quơ quơ ngón trỏ, cắt ngang lời nói của Diệp Nam. Anh chạy đến đây, không phải là muốn tìm sự che chở của tôi sao? Có điều đáng tiếc, tôi không có liên quan gì đến chuyện này, anh ta muốn giết anh, tôi có thể giữ được anh nhất thời, nhưng không bảo vệ được anh cả đời, tôi cũng đâu thể vì giao tình ít ỏi của chúng ta mà giết ca tu được. Tôi và anh ta cũng không oán không thù. Cho nên, cho dù các anh chạy đến trước mặt tôi, tôi cũng không muốn tham dự vào chuyện lộn xộn này của các anh. Nói xong, Văn Vũ chỉ chỉ vạn bình trên mặt đất. Lúc này, tôi chỉ muốn mạng của anh ta, người khác tôi mặc kệ logic vô cùng đơn giản các người có thù oán thì tự đánh nhau tự lo sống chết tôi chỉ quan tâm đến kẻ thù của mình người khác không liên quan gì đến tôi sau khi văn vũ tỏ rõ thái độ ca tu lập tức phản ứng lại ánh sáng trắng trên người lập tức bắt đầu lóe ra cảm giác nguy cơ thật lớn giống như sóng lớn mãnh liệt đánh thẳng vào ba người diệp nam từ từ văn vũ không phải là anh đã nói sẽ giết chết vạn bình trước mặt tôi sao tôi đã giết chết anh ta Văn Vũ chỉ chỉ thi thể vạn bình trên mặt đất, quyết đoán nói. Tiếp đó, Văn Vũ giống như nghĩ tới điều gì, trong tay tràn ngập hắc ám, nháy mắt bao phủ bia mộ của Tôn Thụy Tinh ở cách đó không xa. Ở nơi hoang tàn này, cũng chỉ có bia mộ của lão Tôn mới có thể khiến cho Văn Vũ để ý một chút. Làm xong toàn bộ những việc này, Văn Vũ gật gật đầu, rồi mới làm một động tác mời với Ca Tu. Mời anh tiếp tục. Lão Diệp, làm sao bây giờ? chỗ dựa vững chắc mà anh nương nhờ thật là không đáng tin. Trương Thiệu Kiệt vừa nhìn chầm chầm vào áp lực thật lớn đến từ ca tu, vừa căm giận phàn nàn với Diệp Nam. Tôi làm sao biết Văn Vũ đột nhiên lộng như vậy vừa ra. Hắc, tôi còn tưởng rằng anh và anh ta có nhiều giao tình lắm, thấy chết không cứu mà cũng gọi là có giao tình. Hiện tại xem ra nhân duyên của anh cũng không tốt lắm. Ngẫm lại làm sao bây giờ đi. Trương Thiệu Kiệt bảo vệ chặt chẽ thân thể Diệp Nam và ác cát, tay phải đánh mạnh ra, nháy mắt đánh nát ba viên đạn ánh sáng của Katu, nhưng mà, đây chỉ là món khai vị. Giây tiếp theo, ánh sáng thánh trên người Katu phát lên, một hư ảnh cực lớn của thiên sứ lan ra từ phía sau của Katu, ánh sáng thánh vô tận lan ra. Lập trường năng lượng nóng rực sáng ngờ dường như muốn đốt cháy tất cả các thành phần trong không khí, cảm giác nguy hiểm cực lớn khiến Trương Thiệu Kiệt ngậm miệng ngay lập tức. Phía sau truyền đến giọng nói gấp gáp của Diệp Nam. Thiệu Kiệt, chống đỡ hắn 10 giây, tôi mở một nơi trú ẩn ở không gian kỳ dị, chúng ta trốn vào trong đó trước rồi nghĩ cách sau. 10 giây, con mẹ nó cậu đúng là đánh giá cao ông đây quá rồi. Trương Thiệu Kiệt cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào, dùng sức nắm chặt tay, giây tiếp theo, cơ bắp của Trương Thiệu Kiệt gợn lên như sóng. Rào. Một tiếng gầm không giống tiếng người phát ra từ miệng của Trương Thiệu Kiệt. Cùng với tiếng gầm như sấm cơ thể của anh ta đột nhiên thay đổi da bắt đầu mềm đi một lượng lớn chất lỏng màu đen lan ra từ da của trương thiệu kiệt lập tức bao phủ cơ thể của anh ta chất lỏng màu đen tiếp xúc với các thành phần không xác định trong không khí lập tức bắt đầu cứng lại chỉ một giây sau bề mặt cơ thể của trương thiệu kiệt đã được phủ một lớp vỏ màu đen tuyền vẫn chưa kết thúc sau khi lớp vỏ cứng lại cùng với tiếng gầm của trương thiệu kiệt lớp vỏ lập tức xuất hiện những vũ khí có hình dáng kỳ lạ như gai súng nắm bọc thép khổng lồ vân vân. Thiết giáp hắc cốt, cấp A, kỹ năng chủ động sau khi vật chủ chủ động khởi động kỹ năng, sẽ hoàn thành chuyển hóa trạng thái thiết giáp hắc cốt trong một giây. Trong hình dạng thiết giáp hắc cốt, khả năng phòng ngự của vật chủ sẽ được nâng cao đáng kể, đồng thời nội tạng sẽ không trở thành điểm yếu chí mạng của vật chủ. Tuy nhiên khi trong trạng thái thiết giáp hắc cốt, khả năng di chuyển của vật chủ sẽ bị giảm đi một nửa. Đổi khả năng di chuyển lấy khả năng tấn công, Kỹ năng này có đáng không, có thể phát huy tác dụng như nào, tùy thuộc vào mỗi người khác nhau. Nhưng ít nhất trong lúc này, thiết giáp hắc cốt có thể mang đến một chút cảm giác an toàn cho Trương Thiệu Kiệt. Còn Diệp Nam đang nghe truyện trên TV Audio CV lúc này đang trốn sau lưng Trương Thiệu Kiệt, tay sờ vào những không gian, không ngừng tìm kiếm thứ gì trong đó. Nhìn kỹ năng của Trương Thiệu Kiệt, Văn Vũ ở một bên xem kịch âm thầm thở dài. Diệp Nam này chẳng trách yếu như thế. Chiêu mộ đồng đội không phải phế vật thì cũng là rác rưởi, cậu có thể trâu bò mới lạ. Cũng không trách Văn Vũ nhận xét như vậy, đối với cậu, anh chàng to lớn tên Trương Thiệu Kiệt này, với tư cách là thành viên mạnh nhất trong tiểu đội của Diệp Nam, khi đối diện với ta tu lại lôi một kỹ năng cấp A bỏ đi ra. Thực lực này yếu đến nỗi Văn Vũ không thể nhìn nổi. Nói một cách chính xác, thực lực của Trương Thiệu Kiệt cũng không tệ ít nhất tổng thể sức mạnh của anh ta cũng có thể coi là một loại đã lên trung đẳng trong số những chức nghiệp giả đỉnh phong cấp 5. Tuy nhiên mức độ này ở trong tình hình hiện tại thực sự tồi tệ rất nhiều. Quả nhiên, đối diện với trương thiệt kiệt cơ thể có sự thay đổi, ca tu chỉ mặt không cảm xúc vung tay. Hư ảnh thiên sứ phía sau bắt đầu gầm lên, một kiếm ánh sáng khổng lồ dài gần 10 mét màu trắng từ từ ngưng tụ phía trước ca tu. Sau đó ca tu chỉ nhẹ về hướng của trương thiệu kiệt. Cha, một âm thanh xé rách không khí nhẹ giống như tiếng ong vang lên. sau đó một tia sáng lóe lên bùng một tiếng động lớn vang lên ánh sáng trắng bùng nổ không ngừng lóe lên trong ánh sáng trắng văn vũ thấy rõ thiết giáp hắc cốt của trương thiệu kiệt không có tí tác dụng nào cả khoảnh khắc gặp phải kiếm ánh sáng trắng đã vỡ nát rồi phần lớn cơ thể đã trực tiếp bị biến thành tro chỉ còn lại vị trí phía trên vai cái đầu giữ tận được bọc giáp cốt vẻ mặt đờ đẫn nhìn thiên sứ trắng bay lượn trên bầu trời chỉ với một đòn, Trương Thiệu Kiệt đã mất đi khả năng chiến đấu. Trình tự tại sao lại được đánh giá là trình tự? Trong trường hợp mọi người đều là đỉnh phong cấp 5, khi mọi người đều không có khả năng phá vỡ giới hạn, khoảng cách giữa kỹ năng cấp SSS và kỹ năng cấp A chính là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mức độ chiến đấu. Ca tu sở hữu 5 kỹ năng cấp S trở lên, và Trương Thiệu Kiệt chỉ có một kỹ năng cấp S, cho dù thể chất cơ thể giống nhau, nhưng một khi chiến đấu kết quả cũng chỉ có chết. Sau khi Katu tấn công, chỉ có 2 giây trôi qua. Tình hình trận đấu gọn gàng sạch sẽ khiến Diệp Nam sững sờ, thậm chí đến động tác tay cũng ngừng lại một lúc. Thực lực của Diệp Nam thấp, mà thực lực thấp thể hiện tầm nhìn kém. Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của nhóm người thực sự đứng trên đỉnh thế giới rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Sức mạnh của Katu không nằm ở tốc độ, mà là ở sức mạnh bộc phát tức thời. Phạm vi tấn công rộng và khả năng chiến đấu lâu dài. Đuổi giết là một chuyện, khó khăn trước mắt lại là một chuyện khác. Dứt khoát, thành viên của đội Diệp Nam có phản ứng nhanh, có thực lực, mạnh. Ác Cát ở bên cạnh nhanh chóng nhất Trương Thiệu Kiệt chỉ còn lại gần nửa cơ thể lên, tiện thể để đầu của anh ta trắng bàn tay đang cầm nhẫn không gian của Diệp Nam. "Mau làm việc của cậu đi." Trong dao động tinh thần nhắc nhở Diệp Nam một câu, sau đó Ác Cát nở một nụ cười niềm nở với Ca Tu. "Hi, Ca Tu, tôi có gì ngôn?" Nói di ngôn của cậu đi, nếu là tốt, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành. Đôi cánh ánh sáng màu trắng tinh khôi, ánh sáng phía sau giống như một thiên sứ, cùng với âm thanh hào hùng từ trên trời giáng xuống, ca tu lúc này thực sự rất giống thiên thần hạ phàm rực rỡ tráng lệ. Tuy nhiên những điều ca tu nói khiến văn vũ bật cười thành tiếng. Ca tu chắc chắn chưa từng xem văn học mạng của Trung Quốc, không biết kẻ phản diện chết vì cái tật nói quá nhiều. Giết thì giết đi, còn nói đạo lý làm gì? Nghĩ đến đây, Văn Vũ kỳ quái nhìn Diệp Nam đang trốn phía sau ác cát và Trương Thiệu Kiệt, hoảng loạn bí mật lấy những không gian ra. Chiến thuật trì hoãn thời gian thấp kém, thế mà ca tu lại mắc phải, điều này thực sự đã làm mới nhận thức của Văn Vũ một lần nữa. Đã đạt đến trình độ trình tự số năm rồi, tại sao vẫn còn ngây thơ thế? Người ngoài cuộc tỉnh táo, nhất cử nhất động của những người này đều không thể qua khỏi mắt Văn Vũ, tuy nhiên văn vũ không nhất thiết phải nhắc nhở ca tu về hành động nhỏ của diệp nam giống với việc văn vũ không quan tâm sự sống chết của diệp nam còn ác cát đã giao đấu với ca tu không biết bao nhiêu lần đương nhiên hiểu rõ tính cách của một người như ca tu nói một cách dễ nghe thì là cố chấp với lý lẽ của mình nói khó nghe thì là một cái gân không biết chuyển hướng nếu không phải thực lực mạnh thì chắc sớm đã bị người khác gài bẫy chết không biết bao nhiêu lần rồi giống như câu nói ra di ngôn của cậu Ác Cát đã nghe ca tu nói ít nhất ba lần. Cho nên Ác Cát đối phó với tình cảnh này rất thuần thục. Ngồi bệt xuống mặt đất, Ác Cát đau thương nói. 30 năm trước, tôi có một người hàng xóm, lúc đó nhà họ nuôi một con chó, nó tên là Vượng Tài. Khụ khụ. Văn Vũ bị cảnh này làm cho dở khóc dở cười. Nhìn Ác Cát ngồi nghiêm trang ở đó nói linh tinh, thế mà ca tu thực sự trúng chiêu này, giọng tai nghiêm túc lắng nghe câu chuyện về con chó của nhà hàng xóm 30 năm trước đã chết thảm như thế nào của ác cát. Cảnh tượng này dường như trong phút chốc là sụp đổ thế giới quan của Văn Vũ. Văn Vũ thực sự muốn kéo tay ca tu hét lớn một câu, anh trai à, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chuẩn bị xong rồi. Cảm nhận được động tác nhỏ của Diệp Nam ở phía sau, ác cát lặng lẽ nhìn sang. Cậu tiếp tục nghĩ đối sách, tôi kéo dài thêm một lúc nữa. Ác các miệng vẫn nói không ngừng. Cho nên nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là muốn tận mắt nhìn thấy vượng tài. Lời nói vô nghĩa lại khiến ca tu rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, ca tu lắc đầu. Như cậu nói, con chó đó đã chết gần 30 năm rồi, tôi cũng không có cách nào khiến nó sống lại. Di nguyện của cậu là tốt, chỉ đáng tiếc năng lực của tôi có hạn, xin lỗi, di ngôn của cậu tôi không thực hiện được. Hy vọng trên thiên đường cậu có thể gặp được vượng tài của cậu. Ok, mấy lời nói linh tinh lại có người tin là thật, ngày trước Văn Vũ không hiểu rõ ca tu, nhưng phải thừa nhận là lần này Văn Vũ đã có thêm kiến thức rồi. Còn ác cát cũng vui vẻ diễn tiếp với ca tu. Chỉ thấy ác cát vẻ mặt bi thương mở miệng nói. Cha xứ, cha nghĩ sau khi con chết có thể lên thiên đàng được không? Một câu nói khiến ca tu đột nhiên sững sờ. Một lúc sau, ca tu cẩn thận nghiền ngẫm nội dung kinh thánh, lắc đầu với ác cát cậu chắc chắn không lên được thiên đường vậy thế này đi anh xem có được không anh lên thiên đường nói với chúa vĩ đại bảo ngài mở cửa sau cho tôi tôi lên thiên đường rồi chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài ca tu ngay ra một lát theo phản xạ có điều kiện hỏi tôi làm sao để lên thiên đường anh chết đi không phải là lên thiên đường rồi sao hai chúng ta cùng nhau đi hầu hạ thần linh vĩ đại tốt biết bao nếu không thì một mình tôi xuống địa ngục sẽ rất cô đơn. Ca tu nghe xong mới đột nhiên phản ứng lại. Cậu lừa tôi. Đúng vậy, tôi lừa anh đó. Ác Cát vừa ra hiệu với Diệp Nam ở phía sau, vừa cười nói với Ca tu. Tôi lừa anh cũng không phải lần một lần hai. Anh nói xem, con người anh đúng là kỳ lạ, bị lừa nhiều lần như vậy rồi cũng không nhớ. Ác Cát không quan tâm ánh sáng trắng không ngừng phát ra trên người Ca tu, thốt ra câu cuối cùng với giọng điệu chế dẻo. Cha xứ, tôi còn có di ngôn. Ánh sáng trắng trên người ca tu đột nhiên dừng lại một lát, sau đó tăng vọt với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Anh xem, lần này cuối cùng anh cũng nhớ được rồi. Đối diện với ánh sáng trắng, tay phải Diệp Nam nắm chặt một miếng ngọc bội, sau khi ác cắt treo đùa ca tu xong dứt khoát bóp vỡ nó. Một ánh sáng màu bạc lập tức lóe lên, dây tiếp theo, một cánh cổng ánh sáng phát ra ánh sáng màu bạc xuất hiện phía sau Diệp Nam. Nơi ẩn náu trong không gian khác, đạo cụ cấp S sau khi bóp vỡ, đạo cụ này sẽ để lại một cánh cổng dẫn đến không gian khác ngay tại đó. Không gian này chỉ cho phép vật chủ và đồng đội được chỉ định ra vào, sau khi khởi động nơi ẩn náu trong không gian khác, vật chủ có thể đưa người khác vào trong. Không gian bên trong là một không gian trắng tinh có kích thước 10m x 10m, vật chủ có thể ở lại tu dưỡng trong không gian này một giờ. Một giờ sau, nơi ẩn náu trong không gian khác sẽ cưỡng chế trục xuất chức nghiệp giả bên trong. Nhìn có vẻ là đạo cụ cấp cao, nhưng trên thực tế không có tác dụng gì cả. Mở một cánh cổng tại chỗ, vào trong trốn một giờ, lúc ra vẫn là ở chỗ đó, nếu bị chặn lại thì tương đương với chỉ cố kéo dài mạng sống thêm một giờ đồng hồ. Đây không thể xem là cách cứu mạng, đây chỉ là hành động bất lực của Diệp Nam, cố lấy thêm thời gian một giờ. Cũng có thể nghĩ thêm cách phó với Katu, hoặc đợi tình hình có sự thay đổi. Nhìn cánh cổng không gian khác đột nhiên xuất hiện, ca tu lúc này mới phản ứng lại được. Tiện tay vung ra một dao động năng lượng ánh sáng trắng mãnh liệt, quét về phía trước như một tia laser. Tuy nhiên chỉ quét đến cánh cổng nơi ẩn nấp không gian khác. Cánh cổng không gian khác giống như hư ảnh, gần sống dưới sự tấn công của ca tu, sau đó lại trở lại bình thường. Còn ba người Diệp Nam sớm đã biến mất ca tu cảm nhận được cảnh này lại không cảm thấy chán nản chỉ là mang vẻ mặt đờ đẫn ngã xuống đất chạm nhẹ vào cánh cổng không gian khác cánh tay của ca tu giống như chạm vào hình ảnh phản chiếu xuyên thẳng qua điều này chắc chắn cho ca tu biết một sự thật cánh cổng này diệp nam có thể vào còn anh ta thì không văn vũ ở một bên cười nói cách giết người này của cậu lần đầu tiên tôi nhìn thấy rất ngu đúng không văn vũ vô cùng đồng ý gật đầu Tôi cũng biết rằng rất ngu, trên thực tế, cách làm này của tôi đã bị kẻ xấu lừa rất nhiều lần. Vậy cậu không nghĩ đến việc thay đổi à? Muốn giết người thì trực tiếp ra tay, không cần nói những lời vô nghĩa. Ca tu trầm mặt hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không có tín ngưỡng cho nên anh không hiểu, tôi chỉ muốn giúp họ hoàn thành một số di nguyện tốt để giảm bớt tội nghiệp giết người của tôi. Lần đầu tiên nghe nói về điều này, tôi đúng thật là không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bây giờ có thể chạy thì đều đã chạy hết rồi, chỉ còn lại hai chúng ta, cậu canh ác cát, tôi canh vạn bình. Thế này cũng tốt. Hay là cùng nhau uống vài ly? Ca tu lắc đầu, quay người ngồi phía trước cánh cổng không gian, khoanh chân chờ đợi. Tội nghiệp của Văn Vũ tuy không bằng đám người ác cát và Vạn Bình, nhưng cũng không được coi là người tốt. Ít nhất Văn Vũ vốn phải nằm trong danh sách thanh trừng của Ca Tu. Nhưng thực lực không đủ. Dù vậy, ca tu cũng không muốn làm trái với lòng mình vừa uống rượu vừa tán gẫu với văn vũ nhìn dáng vẻ của ca tu văn vũ lắc đầu cười người này khá là thú vị lấy ra ly rượu tùy ý rót cho mình một ly rượu vang văn vũ dựa vào người độc nhãn trong hình thái chiến đấu nhàn nhã nhất một ngụm rượu một mặt văn vũ phải đợi vạn bình sống lại mặt khác văn vũ cũng muốn xem kết cục của ba người diệp nam mặc dù tình hình hiện tại diệp nam có lẽ không chạy nữa Quá trình chờ đợi thật nhàm chán, Văn Vũ không có việc gì làm, đột nhiên nhớ tới cây Yêu Thông Thiên đang ngủ say. Tinh thần thông qua khế ước với cây Yêu Thông Thiên thâm nhập vào lõi của nó. Linh hồn mới sinh ra của cây Yêu Thông Thiên vẫn đang yên lặng ngủ say, ánh sáng không ngừng lưu chuyển trên cơ thể linh hồn màu đỏ rực, trong đó đang ấp ủ một luồng khí kỳ lạ. Đây có lẽ là quá trình thai nghén của cơ thể linh hồn. Con về thứ được sinh ra. Ác linh bẩm sinh có lẽ là như vậy. Nghĩ đến sự thay đổi kỳ lạ của hành động và năng lực sau khi biến dị của cây yêu thông thiên, Văn Vũ vẫn luôn có dự cảm không lành. Văn Vũ không yên tâm với phần thưởng của chủ nhân. Nhưng kể cả không yên tâm thì vẫn phải dùng. Đây là một vòng lặp vô tận, tất cả chức nghiệp giả trên thế giới đều không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Mặc dù Đường Hạo Phi đã từng nói chủ nhân chắc chắn không có ý tốt, nhưng ai có thể thật sự thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân? nếu không có hệ thống chức nghiệp giả mà chủ nhân thiết lập ra thì sẽ không có khả năng chống lại ma tộc ma tai đây mới chính là vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt phải biết nhìn xa trông rộng bất quá cũng chỉ như vậy tùy ý lắc đầu văn vũ gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu chuyện này hiện tại nghĩ cũng vô dụng nghĩ thông rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả đối với văn vũ không là đối với hầu hết mọi người trên thế giới trình độ không đủ cũng không có đủ kiến thức, có suy đoán tưởng tượng như nào cũng vô dụng. Dừng suy nghĩ, Văn Vũ lại ngưng tụ nhận thức trên cơ thể linh hồn của cây yêu thông thiên, quan sát quá trình thai ngén của một cơ thể linh hồn, học hỏi một chút kiến thức liên quan đến linh hồn, điều này luôn có ích. Ý thức lại chì vào lõi của cây yêu thông thiên. Nhìn ánh sáng màu đỏ trong cơ thể linh hồn đang thai ngén, Văn Vũ dùng toàn bộ sức lực cố gắng cảm nhận sự thay đổi của cây yêu thông thiên. Bên trong chùm sáng màu đỏ, những ánh sáng xẹt qua như dòng điện vô số dòng điện di đi chuyển không ngừng đang xen vào nhau giống như một tấm lưới lớn đây có lẽ chính là linh hồn dòng điện đại diện cho những dòng suy nghĩ trong cơ thể linh hồn vô số những ý nghĩ nhỏ bé kết hợp lại thành từng suy nghĩ phức tạp điều khiển hành vi của cơ thể văn vũ không biết suy đoán của mình là đúng hay sai đây chính là hậu quả của việc không rút kinh nghiệm trong quá khứ tuy nhiên đúng hay sai không quan trọng chỉ cần có suy đoán là có thể từng bước từng bước hoàn thành việc chứng minh. Khi còn học tiểu học Văn Vũ đã hiểu rằng quá trình tiếp thu kiến thức không phải một sớm một chiều. Cảm nhận được cơ thể linh hồn bao phủ hoàn toàn cây yêu thông thiên, Văn Vũ giống như một khán giả, nghiêm túc quan sát mọi cử động của cơ thể linh hồn. Gần như là cùng lúc, bên trong nơi trú ẩn ở không gian khác. Lão Diệp, lần này phải làm sao? Trương Thiệu Kiệt không ngừng uống thuốc trị liệu, được ác cắt giúp đỡ dùng thuốc, nói với Diệp Nam đang trầm mặt ở một bên. Diệp Nam im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên quan sát toàn bộ không gian này, giống như không gian khiêu chiến thăng cấp, trống rỗng sạch sẽ không có gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, sạch sẽ có nghĩa là không có vật phẩm đạo cụ nào có thể dùng được, lát nữa ra ngoài chính là phải chết. Đường cùng. Ngõ cục. Không, Diệp Nam không nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Nam cầm lấy những không gian, nhanh chóng kiểm tra bên trong. Là tinh linh báo thù, Diệp Nam đã thu thập tất cả đạo cụ của cả ba người, đạo cụ của Diệp Nam không nhiều, ác cát đã trải qua sự tra tấn của Vincent, đã mất hết đạo cụ, nhưng Trương Thiệu Kiệt thì đã từng làm trưởng cai ngục ở nhà từ Hắc Quyên một thời gian, chức vụ đó cũng thu được không ít. Giống như nơi trú ẩn ở không gian khác chính là đồ của Trương Thiệu Kiệt. Lục tìm hồi lâu, Diệp Nam thận trọng lấy ra một đống đạo cụ từ trong những không gian. Cái này, đạo cụ loại dịch chuyển không gian, có thể dịch chuyển chúng ta 1.000 mét. 1.000 mét hoàn toàn vô dụng, không thoát được sự nhận biết của Kato. Đạo cụ chạy trốn đã từng là niềm tự hào của Vạn Bình lúc này trở thành rác rưởi Còn có cái này, đạo cụ loại phòng thủ. Không được, sức tấn công của Kato không thể bị chặn bởi những đạo cụ này. Đây chính là lý do Văn Vũ không muốn dùng những đạo cụ này nhiều, có thể tìm thấy thì cứ giữ, nếu không tìm thấy thì cũng không cần cố đi thu thập. Đối với những chức nghiệp giả bình thường, đạo cụ có thể cứu mạng nếu đặt ở chỗ văn vũ có thể đến sự tấn công của kẻ thù ngang sức cũng không ngăn được. Cái này, kỹ năng cấp B. Càng không có tác dụng. Lão Diệp, có phải anh điên rồi không? Mấy cái kỹ năng gì đó không liên quan gì đến việc chúng ta có thể thoát chết được không? Nghe Trương Thiệt Kiệt nói, động tác của Diệp Nam đột nhiên dừng lại. Một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu. Tôi chỉ đang ước tính giá trị của chúng ta, đợi sau khi ra ngoài nếu chúng ta có thể lấy ra thứ gì có thể đổi được mạng, có lẽ nếu Văn Vũ thấy lợi ích có thể cứu chúng ta một mạng. Nói đến đây, Trương Thiệu Kiệt và Ác Cát đều im lặng. Đây chính là nỗi đau của kẻ yếu, hoặc là bỏ tiền mua lấy mạng sống hoặc là chết, đến vận mệnh của mình cũng không thể tự làm chủ. Ba người đều im lặng một hồi, chỉ còn lại âm thanh tìm đồ của Diệp Nam. Năm phút trôi qua, cơ thể của trương thiệu kiệt đã mọc ra hơn nữa lúc này mới ngẩng đầu nhìn diệp nam lão diệp bên trong những không gian có một thứ giống như kim đồng hồ có thể là thứ có thể thu hút sự chú ý của văn vũ nhất theo chỉ dẫn của trương thiệu kiệt diệp nam tìm được một vật phẩm giống như la bàn bên trong những không gian chứa một đống đồ mặc số quen thuộc kim chỉ nam quen thuộc nếu văn vũ ở đây vừa nhìn là có thể nhận ra thứ này chính là một cái chìa khóa mở bảo địa nhưng diệp nam không biết dù sao thực lực kém, kiến thức ít. Đây là cái gì? Một cái chìa khóa bảo địa. Ác cát trả lời. Nhưng mà vị trí thứ này mở ra không cố định, quy mô bảo địa được mở ra cũng không cố định, có thể dùng để mua mạng hay không, thì còn phải xem tâm trạng của văn vũ. Đúng rồi, định vị trên chìa khóa bảo địa này ở đâu? Nghe thấy câu hỏi của ác cát, Trương Thiệu Kiệt cười khổ. Chỗ sâu của bột hải. Hay lắm, giá trị giảm đi rất nhiều không sao chúng ta cứ nói là không biết ở đâu để văn vũ tự tìm diệp nam quyết định sẽ dùng thứ này để đổi lấy con đường sống cho bọn họ trong hoàn cảnh hiện tại không thể thiếu một lời nói dối nho nhỏ cho dù có nguy cơ đắc tội văn vũ nhưng trong thời điểm quan trọng này diệp nam cũng không quan tâm nữa trương thiệu kiệt gật đầu cũng chỉ có thể như vậy tuy nhiên ba người không biết rằng Khoảnh khắc Diệp Nam lấy chìa khóa bảo địa từ trong những không gian ra, bên ngoài Văn Vũ đột nhiên cảm nhận được linh hồn của cây yêu thông thiên, gây ra một trận dao động dữ dội. Giống như nước sôi sùng sục, cơ thể linh hồn vốn có dòng chảy ánh sáng màu đỏ của cây yêu thông thiên đột nhiên dao động dữ dội. Sau đó, ánh sáng kịch liệt bắt đầu không ngừng phát ra từ cơ thể linh hồn của cây yêu thông thiên. Hoàn cảnh đột ngột khiến Văn Vũ nhất thời không biết làm gì. Văn Vũ không nghiên cứu sâu về linh hồn, Lúc này đối diện với tình huống này, Văn Vũ hoàn toàn không có cách giải quyết. Thức tỉnh sớm. Hay là chịu kích động gì đó. Trước khi Văn Vũ kịp suy nghĩ, một sức mạnh dồi dào đột nhiên cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể linh hồn của cây yêu thông thiên. Sức mạnh dồi dào khiến Văn Vũ có cảm giác nhấp nhô như đang ngồi trên thuyền độc mộc trên biển lớn cuộn sóng mãnh liệt. Cấp độ sức mạnh khủng khiếp, thậm chí khiến Văn Vũ run sợ như khi đối mặt với chủ nhân. Giây tiếp theo, tinh thần của Văn Vũ bị ép ra khỏi lõi của cây yêu thông thiên. Vừa mở mắt ra, Văn Vũ chỉ cảm thấy cả thế giới đều là màu trắng đen, trong đầu như có một cây gậy sắt nóng đỏ đang không ngừng khoái đảo, cơn đau dữ dội làm mặt của Văn Vũ lập tức biến dạng, Văn Vũ chỉ cảm thấy mơ màng, trời đất quay cùng, giống như hồn lìa khỏi xác. Độc nhãn, tinh, viết to cảnh giác. dao động tinh thần không ngừng phát ra mệnh lệnh cảnh giác cho các hồn sủng, Văn Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu trong đầu nhưng không có hiệu quả hơn nữa văn vũ còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì bên trong cơ thể của cậu đột nhiên truyền ra một dao động năng lượng cực mạnh dây tiếp theo dưới sự quan sát của ba hồn sủng và ca tu một dây leo màu xanh biết tự mọc ra từ cơ thể của văn vũ cành cây mảnh mai màu xanh biết ngoằn ngoèo như một con rắn sau đó cành của cây yêu thông thiên giống như tìm được phương hướng lập tức lao thẳng về hướng của cánh cổng không gian khác Nói một cách chính xác, cây yêu thông thiên chỉ là một loại đạo cụ, thông qua phương thức dùng máu nhận chủ, liên kết với cơ thể của văn vũ. Cây yêu thông thiên lúc này kể cả xuất hiện biến dị, cũng không thể nào trở thành một dạng sống đặc biệt hoàn toàn tách khỏi văn vũ và tồn tại độc lập. Vì vậy, trong mắt người khác, những gì xảy ra bây giờ quả thực có chút kỳ lạ và buồn cười. Một dây leo dày 30cm không ngừng vươn ra từ cánh tay của văn vũ, quanh quẩn xung quanh cánh cổng không gian khác giống như con rắn, vị trí phía trước mọc ra cánh hoa sắc nhọn giống như cái răng đối diện với cánh cổng không gian hoặc thứ gì đó bên trong cánh cổng không gian khác không ngừng nghiến răng mà văn vũ ở nơi cuối cùng cũng đột nhiên bị tấn công tinh thần kêu rên không ngừng cơn đau này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi bị tấn công linh hồn ba hồn sủng nhận lệnh của văn vũ cơ thể lập tức biến to trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu sáu con mắt nhìn chằm chằm ca tu cách đó không xa xem ra bây giờ chỗ này chỉ có mình ca tu là người sống Ca tu cảm nhận được sự thù địch của ba hồn sủng, lập tức giơ hai tay đầu hàng, lùi về phía xa. Đại ca, đại ca, anh làm sao vậy? Giao động tinh thần của độc nhãn truyền vào trong đầu của Văn Vũ, giúp Văn Vũ tỉnh táo lại một chút. Độc nhãn canh trừng vạn bình, viết to canh ca tu, tin quan sát cây yêu thông thiên, cái thứ đó mất kiểm soát rồi. Xem ra trong tình hình hiện tại, cây yêu thông thiên quả thực mất kiểm soát rồi. Ba hồn sủng nhận lệnh của Văn Vũ, dứt khoát phân công độc nhãn giẫm một chân lên thi thể của vạn bình viết to hai mắt nhìn chằm chằm ca tu chỉ là làm khó cho tin đôi mắt to nhìn chằm chằm cành cây như con rắn của cây yêu thông thiên miệng lẩm bẩm nói đại ca cái này làm sao canh được có cần em bắt nó về không dao động tinh thần từ bên ngoài truyền đến có chút làm bình lặng thế giới tinh thần như mặt hồ của văn vũ cậu thở hổn hển quyết đoán ra lệnh cho tin chỉ cần xem nó muốn làm gì là được, không cần quan tâm nó, cho anh thời gian 10 phút. 10 phút là thời gian mà Văn Vũ ước tính để bình tĩnh dao động trong thế giới tinh thần. Em biết ngay cái thứ này rất kỳ quái. Ban đầu rất tốt, sau khi biến dị vừa hút linh hồn, vừa cướp căn nguyên của trái đất. Đại ca cũ của em đã từng nói với em không được ăn bừa bãi. Đại ca còn cho cây yêu thông thiên ăn mấy thứ linh tinh, cho em thứ đó thì tốt hơn không, nhìn nó có vẻ ngon. Tin nói rất nhiều, sau đó có lẽ không thích nhìn cây yêu thông thiên, cái móng vuốt to lớn đá mạnh cây yêu thông thiên một phát. Cú đá này giống như nhắc nhở cây yêu thông thiên. Xì xì xì. Âm thanh giống như tiếng kêu của rắn truyền ra từ cây yêu thông thiên. Giây sau, một màn sương mù màu tím bắt đầu lan ra từ đỉnh của cây yêu thông thiên. Gần như trong khoảnh khắc màn sương ngưng tụ, một mùi hôi thối cây mũi tràn ngập khắp không gian. Kịch độc, cây yêu thông thiên không biết từ lúc nào lại nắm giữ khả năng phóng kịch độc mà văn vũ là chủ nhân của cây yêu thông thiên lại không hề biết những chuyện này giờ phút này cho dù văn vũ phản ứng chậm cũng hiểu được một sự thật cây yêu thông thiên có vấn đề lớn mấy ngày trước bản thân cho cây yêu thông thiên ăn linh hồn dây leo không phải chất dinh dưỡng tạo nên sự tiến hóa biến dị của nó ngược lại còn mở khóa thứ gì đó bên trong cây yêu thông thiên luồng khí độc nhanh chóng lan rộng Ca Tu ngửi thấy mùi cao mày lùi xa mấy nghìn mét. Trên người Văn Vũ có vấn đề, tuy nhiên kể cả bản thân Văn Vũ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu, nhưng ba hồn sủng của cậu cũng không dễ đối phó. Chuyện này Ca Tu tốt nhất không nên tham gia vào. Văn Vũ và ba hồn sủng vẫn bất động trong không gian tràn ngập khí độc. Thứ khí độc này ngửi rất buồn nôn, nhưng tính sát thương không quá mạnh, ít nhất với sức mạnh của bọn họ đều có thể làm như không thấy khí độc. Có điều mục đích cây yêu thông thiên phóng khí độc vốn dĩ không phải để sát thương. Khí độc màu tím ngưng tụ ở đầu phía trước cây yêu thông thiên, sau đó nó cử động cành cây tạo thành một quả cầu khí độc quấn quanh cánh cổng không gian khác ba vòng. Màn sương độc ngưng tụ không tan giống như vẽ ra một bức phù văn kỳ lạ, dây tiếp theo một dao động năng lượng kỳ lạ không xác định quét qua của thị trấn cơ hờ. Sau đó cánh cổng không gian khác từ từ ngưng tụ cánh cổng không gian vốn dĩ giống như hư ảnh cứ như vậy mở ra trước mặt văn vũ. Xì xì. Âm thanh xì xì vang lên liên tục, cành của cây yêu thông thiên chỉ văn vũ sau đó chỉ cắt cổng không gian. Đáng tiếc, trong hoàn cảnh hiện tại văn vũ làm sao có thể cử động được. Có thể là cây yêu thông thiên thấy văn vũ nhắm mắt nằm bất động trên mặt đất, một lúc sau nó tự mình hành động. ầm uhm, một tiếng, cây yêu thông thiên chen vào trong cánh cổng không gian khác. Được rồi, Kế hoạch quyết định như vậy đi, một cái chìa khóa bảo địa, một số đạo cụ, hai kỹ năng cấp A, đây chính là tiền để mua lại mạng của chúng ta. Nghe quyết định của Diệp Nam, Ác Cát và Trương Thiệu Kiệt gật đầu. Thực ra đối với ba người, không gật đầu thì cũng không còn cách nào khác. Đây thực sự là bước đường cùng của họ rồi. Qua bao lâu rồi? Nghe câu hỏi của Diệp Nam, Ác Cát nhìn đồng hồ. Vẫn còn 27 phút nữa cánh cổng thế giới ảo sẽ hết hiệu lực. Bây giờ chờ hay là đi? Chờ đã. Nếu Văn Vũ không trả lời thì đây thật sự là 27 phút cuối cùng của chúng ta. Nghe Diệp Nam nói vậy, Ác Cát và Trương Thiệu Kiệt không nói nên lời. Sự thật như vậy, nhưng quả thật hơi bi quan. Uống chút đi. Diệp Nam lấy nhiều thức ăn và đồ uống từ những không gian ra và đặt chúng trước mặt Ác Cát và Trương Thiệu Kiệt. Tặng rượu hả? Cũng không tệ. Cho dù tới giây phút sinh tử, Biểu cảm của Diệp Nam cũng vẫn bình tĩnh như thế, biết khả năng vạn bình chạy thoát không lớn. Anh ta thật sự có thể bình tĩnh đi chết. Tạm thời, cảm xúc bi quan cũng lây sang Trương Thiệu Kiệt và Ác Cát, ba người đối ẩm, bầu không khí hơi trùng xuống. Đáng tiếc, quan niệm nghệ thuật, cảm ngộ sinh tử vốn không kéo dài quá lâu. Choang Có một chấn động đột ngột trong toàn bộ không gian. Động đất ư Ba người nhìn nhau và cảm thấy khó hiểu cũng chưa từng nghe qua cái gọi là không gian kỳ dị và cả trận động đất. Choang, choang. Lại thêm hai tiếng, sau đó, lối vào không gian kỳ dị đột nhiên xuất hiện những đường nét giống như sóng nước lăn tăng. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ba người bỗng dưng thay đổi. Đây giống như dấu hiệu báo trước cho việc không gian kỳ dị bị công phá. Bây giờ, ai có năng lực này? Văn Vũ. Chỉ có Văn Vũ có khả năng này. Nếu thật sự là vậy, hành vi chuột mạng của ba người chỉ là trò cười. Chưa chờ đám người Diệp Nam nghĩ xong, lối vào không gian kỳ dị đột nhiên truyền đến âm thanh ma sát kịch liệt. Tiếp theo, còn có âm thanh chéo chéo từ xa truyền đến. Âm thanh giống như phán quyết của tử thần, văng vẳng bên tai đám người Diệp Nam, vô cùng rõ ràng và kéo dài. Nhưng thật ra cơ bản cũng không kéo dài bao lâu, Diệp Nam chỉ cảm giác trước mặt có một tia sáng màu xanh lá lóe lên, Dây tiếp theo, sức mạnh khổng lồ quét qua cánh tay của anh ta. Có lực nhưng không có sát ý, đồng thời cũng không gây hại gì cho mình. Chẳng qua, đợi tới khi ánh sáng màu xanh lá vụt qua, tiền chuột mạng bị Diệp Nam bóp trong tay đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Nam siết chặt bàn tay trống rỗng của mình, ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ác cát và Trương Thiệu Kiệt. Một lúc sau, anh ta thở dài đau khổ. Đi thôi. Nếu người khác có thể tới, Chúng ta cũng không cần phải trốn làm gì. Thế giới bên ngoài, chấn động trong đầu của Văn Vũ vẫn chưa hồi phục. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn lúc nãy, lúc nãy, thế giới trong mắt của Văn Vũ toàn là trắng đen, ít ra bây giờ cũng trở thành trời đất quay cuồng. Mọi chuyện diễn ra ở thế giới bên ngoài đã được tinh thông qua kết nối tinh thần thuật lại không sót một chữ, biết được kết nối tinh thần của hồn sủng có thể có hiệu quả trong việc làm dịu chấn động tinh thần của mình, lời nói của tinh và ba hồn sủng cứ liên tục không ngừng chỉ thấy dây yêu thông thiên vụt sáng trực tiếp đi vào trong cánh cổng không gian đùng một phát vòng xoáy tại cửa không gian kỳ dị đột nhiên ngừng chuyển động chớp mắt dây yêu thông thiên lại xuất hiện trong không gian kỳ dị lần nữa chẳng qua trước mặt dây yêu thông thiên có treo một vật thể giống như la bàn độc nhãn như một người kể chuyện thuật lại chi tiết tình huống bên ngoài vào đầu của văn vũ được rồi được rồi tao đỡ nhiều rồi hơn nữa ở gần như thế Tao nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được tình hình. Văn Vũ cảm thấy khỏe hơn, quyết cắt ngang câu chuyện của độc nhãn. Phía trước, dây yêu thông thiên như một đứa trẻ phạm lỗi, bò đến trước mặt Văn Vũ, khẽ lắc lắc cành cây phía trước. Chìa khóa bảo địa treo trên cành trước, đột nhiên vang lên tiếng đinh đông đinh đông. Văn Vũ nén cơn đau trong đầu, chậm rãi ngồi thẳng người, cảm nhận làn sóng tinh thần do dây yêu thông thiên truyền tới, mở nó ra. Văn Vũ dứt khoát xua tay đau đầu quá không mở được đinh 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 dây yêu thông thiên càng lắc dữ dội hơn còn văn vũ không hề nhúc nhích quan niệm của văn vũ rất đơn giản sự phân biệt chủ bột cần phải làm rõ tôi là chủ mọi thứ đều do tôi quyết định bạn muốn làm chuyện gì đang yên lành còn dở tính trẻ con ông đây không nhịn nữa bất luận là đối xử với hồn sủng của bất kỳ ai hay của chính mình văn vũ đều giữ thái độ này một lúc sau dây yêu thông thiên có thể cảm nhận được thái độ kiên quyết của văn vũ nên lập tức nhận sai làn sóng tinh thần cùng cuộn dân trào bỗng dịu dàng hiền hòa dọc theo cốt lõi của dây yêu thông thiên truyền vào đầu của văn vũ giống như cảm giác mát lạnh khi được ngâm mình trong nước lạnh vào mùa nóng dân trào trong đầu văn vũ thời gian ngắn ngủi vết thương tinh thần của văn vũ đã hồi phục được một nửa cảm nhận được màn này văn vũ chậm rãi mở mắt ra dây yêu thông thiên phía trước vẫn như cũ nhưng văn vũ biết tổng dây yêu thông thiên đã xảy ra sự thay đổi cực lớn từ góc độ chức năng cho thấy sự thay đổi của dây yêu thông thiên là tốt nhưng từ chuyện vừa xảy ra cho thấy ưu và khuyết điểm trong này cũng phải phân tích kỹ một khi bản thân trong cuộc chiến ác liệt dây yêu thông thiên ra tay kết cục của mình còn cần phải nói sao chết là cái chắc cho nên ánh mắt của văn vũ dần trở nên lạnh lùng tay phải chậm rãi siết chặt bất kể trả giá bao nhiêu chỉ cần thứ mang lại sự đe dọa cho tính mạng của mình thì văn vũ cần phải trừ khử ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, tính mạng còn quan trọng hơn vật phẩm bị phá bỏ. Sát ý bắt đầu dân tràn, cảm nhận được ánh mắt của văn vũ và ba hồn sủng này càng lạnh lẽo, dây yêu thông thiên đột nhiên ngừng đung đưa. Nhánh trước từ từ dương thẳng giống như một người đang thẳng lưng. Một lúc sau, một làn sóng tinh thần theo khế ước tinh thần của văn vũ truyền vào đầu cậu. Loài người, tôi không có ác ý loài người tôi không có ác ý không còn dáng vẻ ngơ ngác ban đầu làn sóng tinh thần xuất hiện trong đầu văn vũ tràn ngập cảm giác thăng trầm của năm tháng đồng thời còn có sức mạnh cuồn cuộn dân trào làn sóng tinh thần cuồn cuộn đột nhiên khiến văn vũ hiểu tình hình hiện tại lúc nãy bản thân cảm nhận được sự dân trào cuồn cuộn vốn không phải chủ nhân hay người tạo ra dây yêu thông thiên người thay thế dây yêu thông thiên lại có sức mạnh của chính nó bên trong dây yêu thông thiên có một linh hồn hành động tự mình cho dây trung tâm ăn không phải để nuôi dưỡng lại một linh hồn mới mà là kích hoạt một linh hồn ẩn sâu trong dây yêu thông thiên không biết bao lâu rồi trong linh hồn này ẩn chứa một sức mạnh to lớn vô tận trước cổ sức mạnh này có thể đoán được nếu chỉ là xung kích tinh thần thì văn vũ có thể trực tiếp hóa thành một tên ngốc văn vũ sau khi nghĩ ra mấy chuyện này thì dứt khoát trừ khử tên có ý định giết người này vậy mày muốn làm gì dây yêu thông thiên im lặng một lúc giống như đang suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi của văn vũ tôi chỉ muốn về nhà xem sao nhà văn vũ bật cười mày thì làm gì có nhà nhà của mày không phải là cơ thể của tao đó chứ không nhà của tôi ở đại thế giới tiên hiệp thế giới từng sinh ra cường giả chủ nhân gần đây nhất thế giới từng sinh ra cường giả chủ nhân gần đây nhất nghe dây yêu thông thiên nói vậy văn vũ bỗng dưng ngớ người dây yêu thông thiên vật phẩm cấp nội tình vũ khí sinh hóa tối thượng được nền văn minh tiên hiệp trước đây nuôi dưỡng từ máu thịt của ma tộc làm nguồn nguyên liệu dây yêu thông thiên ký sinh trên cơ thể của ký chủ lấy máu thịt của ma tộc làm thức ăn khi dây yêu thông thiên hấp thụ máu thịt của ma tộc sẽ tự động ăn ngược lại ký chủ mãi mãi tăng tuổi thọ của ký chủ và giới hạn trên của thể chất cơ thể hơn nữa có thể dùng làm vũ khí hoặc vật phòng thân hoặc phương pháp hồi phục hoặc vật phẩm tính chất đặc biệt dây yêu thông thiên với tư cách là nền tảng cuối cùng được nền văn minh tiên hiệp tự động tạo ra cách sử dụng và hiệu quả rất nhiều hiệu quả tác dụng cụ thể vẫn phải mời ký chủ tự động phát hiện đây là cách giải thích của ký chủ với dây yêu thông thiên trong cuộc thi xếp hạng trình tự lúc trước văn vũ cơ bản không hề để tâm tới vật phẩm này hay vật phẩm này được sinh ra từ nền văn minh nào tao mặc kệ mày được sinh ra từ nền văn minh nào dù sao cũng phải để tao sử dụng hơn nữa, nói một câu không dễ nghe, bất kể là được sinh ra từ nền văn minh nào, xem vẻ ngoài của vật phẩm này, dù sao thì nền văn minh này hay nền văn minh kia đều bị ma tộc tiêu diệt rồi, được sinh ra từ nền văn minh nào thì có ích gì. Nhưng bây giờ nghe dây yêu thông thiên nói vậy, hình như sự thật vốn không phải như thế. Nghĩ tới đây, Văn Vũ hỏi, nền văn minh tiên hiệp còn tồn tại sao? Đã mất từ lâu, không còn một mống. Trong lời dây yêu thông thiên nói, trừ bi thương còn có sự khẳng định chắc nịch vậy mày về bằng cách nào khi nghe câu hỏi dây yêu thông thiên bỗng dưng phá lên cười anh biết nguồn gốc của bảo địa không nghe nó nói văn vũ đang nghe truyện trên tv audio cv chợt im lặng thế giới thua trận nguồn gốc bị ma tộc cướp mất chỉ còn lại mảnh đất khô cằn và kiến trúc bảo vật và khoa học kỹ thuật đại loại vậy bị chủ nhân lấy đi rồi Chủ nhân thông qua cải tạo vùng đất không còn sinh khí này, tạo ra từng vùng bảo địa muôn hình vạn trạng. Nó và ma tộc chia đôi thế giới. Thật hoàng mỹ. Trong lời dây yêu thông thiên nói, quả thật xác định là đặt chủ nhân ở phía kẻ thù. Thái độ này khiến văn vũ dám chắc một chuyện, dây yêu thông thiên chắc chắn đã biết gì đó. Nhưng không có cách nào để hỏi, vì văn vũ có quá nhiều điều muốn hỏi dây yêu thông thiên có thể nhận thức được sự vướng mắc của văn vũ nó dứt khoát truyền làn sóng tinh thần những chuyện này không thể nói ở thế giới này anh hãy nhớ ở thế giới này chủ nhân không có gì không thể không có gì không biết có lẽ thứ mà anh muốn giấu thật ra lại nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân muốn phá cục diện này anh cần phải mượn ngoại lực ngoại lực là thứ bên ngoài trái đất thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân giúp tôi thì anh sẽ biết càng nhiều thứ hơn. Nghe dây yêu thông thiên nói xong, Văn Vũ bỗng dưng nheo mắt. Vẻ mặt của Văn Vũ không chút gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong đã dấy lên một cơn sóng lớn. Ý của dây yêu thông thiên là trọng sinh, rất có thể là chuyện nằm trong kế hoạch của chủ nhân. Nhưng bề ngoài thì Văn Vũ không tỏ ra rụt rè, cậu nói dứt khoát. Làm sao tao giúp mày, thế giới tiên hiệp cũng không còn, tao còn giúp gì được cho mày đây? Thông qua bảo địa, Dây yêu thông thiên lại đung đưa lần nữa hai chìa khóa bảo địa treo phía trước. Tôi có thể thay đổi điểm đến của bảo địa. Chúng ta trực tiếp tới Thiên cung, đi xem thử nắm mồ của chủ nhân tôi, nơi đó chắc chắn bị đổi thành bảo địa siêu cấp. Ở đó, mọi thứ đều được ghi chép chi tiết. Tao không tin mày. Anh không tin tôi thì tôi cũng đành chịu. Tôi cũng không muốn đe dọa hay ép buộc anh làm gì cả. Tự anh suy nghĩ đi nghe câu trả lời của dây yêu thông thiên văn vũ đột nhiên biểu môi theo đuổi lợi ích là bản tính của văn vũ lúc này vô tình gặp được năng lượng lớn của thế giới tiên hiệp cái gọi là năng lượng lớn này là cách nói văn vũ thấy trên mạng dĩ nhiên câu muốn đào ra thứ gì đó trên người của dây yêu thông thiên cho dù dây yêu thông thiên không có gì moi ra chút tình báo cũng được chỉ đáng tiếc người ta không mắc bẫy lúc nãy câu trả lời của dây yêu thông thiên rất rõ ràng muốn có lợi ích đi với tôi một chuyến tới thiên cung có tôi cạnh bên ngoài anh xử lý mọi chuyện bên trong nhưng anh không đồng ý vậy được chúng ta cứ như vậy tôi cũng không ép anh nhưng chỉ dựa vào cường độ linh hồn của dây yêu thông thiên này nó muốn ngán chân văn vũ quả thực rất đơn giản và dễ dàng suy nghĩ kỹ càng vài chuyện văn vũ nói rõ ý định và hỏi trực tiếp tao có thể giúp mày nhưng chúng ta phải nói trước sau này mày phải nghe theo tao cho dù mày không nghe theo tao cũng không sao ít ra mày phải giúp tao mày phải giúp tao thăng cấp giới hạn trên của thế chất cơ thể thăng cấp cường độ linh hồn chuyển hóa thành thần thú chủng đây là những điều kiện của tao dây yêu thông thiên im lặng một lúc nó trầm giọng hỏi lại anh có biết tôi sẽ dùng cách gì để thay đổi điểm đến của bảo địa không bảo toàn năng lượng đây là chân lý của mọi thế giới giống như kỹ năng chức nghiệp giả sử dụng giải phóng nhiên liệu của kỹ năng là thể lực của mình thay đổi điểm đến của bảo địa tương đương chống đối chủ nhân cái giá phải trả nghĩ tới cũng khiến người ta cảm thấy chua xót trạng thái bây giờ của dây yêu thông thiên gắn liền với văn vũ nếu nó muốn thay đổi điểm đến của bảo địa thì phải tiêu hao năng lượng của văn vũ không còn một lựa chọn khác tiêu hao năng lượng linh hồn của chính nó chuyện thay đổi điểm đến của bảo địa tất nhiên tiêu hao không ít một khi dây yêu thông thiên chọn năng lượng của văn vũ làm nhiên liệu vậy ai còn đưa nó tới tìm nấm mồ của chủ nhân cũ của nó đây bây giờ cả hai đang là quan hệ cộng sinh cho nên nghe thắc mắc của dây yêu thông thiên văn vũ bất chợt chìm vào suy nghĩ một lúc sau dây yêu thông thiên lên tiếng trước tôi tiêu hao linh hồn của mình ép buộc phải mở bảo địa điểm này vốn không cần thông báo cho anh nhưng cơ thể tôi và anh kết nối với nhau Tôi hy vọng anh có thể đưa tôi nhìn nấm mồ của chủ nhân cũ một lần. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đem lợi ích cho anh. Tôi sẽ nói anh nghe những gì tôi biết. Tôi thật sự chỉ muốn về nhà thôi. Đợi chuyện này kết thúc, anh cũng không cần lo tôi sẽ phản khách làm chủ. Sự tồn tại của tôi chính là do người thay thế tôi làm chủ mà thôi. Một khi mở được bảo địa, chủ nhân ác sẽ hiểu. Cách này đã kéo dài linh hồn ở vạn cổ cơ bản cũng không tồn tại lâu sau khi tôi chết tôi sẽ để lại một đạo ánh sáng trí tuệ trong dây yêu thông thiên anh có thể coi đó là nền tảng nuôi trồng lại dây yêu thông thiên của chính anh coi như tôi cầu xin anh đại ca anh đồng ý đi giọng của victor đột nhiên truyền đến trong đầu của văn vũ thấy dây yêu thông thiên đứng thẳng trước mặt lại thấy ba hồn sủng im lặng không nói gì ở một bên văn vũ bỗng dưng hiểu ra suy nghĩ lúc này của dây yêu thông thiên nếu mình chết rồi nhưng hồn sủng của mình còn sống cho dù là trạng thái sống khiến người ta không cách nào hiểu được hồn sủng của mình có khi nào ở vạn cổ muốn quay về thế giới của mình để nhìn nấm mồ của mình không chắc là sẽ có chứ nhỉ không chắc chắn là có văn vũ chắc chắn nghĩ vậy cho nên cậu nhẹ nhàng gật đầu nếu mày làm như những gì mày nói tao sẽ dốc hết sức mình đưa mày tới chỗ nấm mồ của chủ nhân mày. Sau đó, Văn Vũ nhìn thấy dây yêu thông thiên nhẹ nhàng cuối người giống như trịnh trọng hành lễ vậy. Cảm ơn. Đám người Diệp Nam bước ra khỏi nơi trú ẩn không gian ảo đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Đám người Diệp Nam thấy khó hiểu, họ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Ngược lại ca tu không hề sợ hãi, có vẻ anh ta muốn trao đổi với đám người Diệp Nam. Dừng. Một tiếng hét dữ dội đã dừng mọi hành động của những người này. Đầu tiên, Văn Vũ nhìn đám người Việt Nam, rồi nhìn chìa khóa bảo địa trong tay mình. Dây yêu thông thiên đột nhiên thay đổi, thật ra là khiến đầu óc của Văn Vũ quay mòng. Đã nói xong rồi, chỗ tôi có chuyện đột xuất, cho nên, bây giờ anh... Văn Vũ chỉ ca tu. Nếu anh muốn giết người, đợi tôi đi khỏi rồi hẳn nói. Bây giờ tôi không muốn thấy bất kỳ tình huống đột ngột nào tập trung dồn sức làm một chuyện mới có thể làm tốt nhất văn vũ biết mình không đủ thông minh cho nên vào lúc dây yêu thông thiên mở bảo địa văn vũ tuyệt đối không hy vọng gây thêm rắc rối sự thật chứng minh ở đây lời nói của văn vũ chính là thánh chỉ ca tu rất biết thức thời nên dừng bước làm tư thế mời văn vũ văn vũ nhìn thấy đám người diệp nam rồi lại nhìn sang chìa khóa bảo địa trong tay cậu dứt khoát truyền làn sóng tinh thần cho cả ba người Chút nữa tôi mở bảo địa, các cậu canh thời gian mà chui vào. Đúng rồi, Diệp Nam, anh mang theo xác của Vạn Bình, xử lý thế nào thì phải xem anh rồi. Tình hình trước mắt, cái tên Vạn Bình cũng không phải quá quan trọng, giao cho Diệp Nam cũng coi như sự lựa chọn không tồi. Cảm ơn. Nhưng chìa khóa đó mở ở tận sâu bột hải. Diệp Nam bổ sung tình báo. Điều này không còn quan trọng nữa. Mở ở đâu, quả thật không còn quan trọng nữa là sủng vật của năng lượng lớn của thế giới tiên hiệp ư. Hơn nữa, năng lượng lớn rất có thể nằm trong dây yêu thông thiên, cường giả chủ nhân gần đây nhất. Cho dù chỉ là một chậu cây, quy lực của dây yêu thông thiên đều là thứ mà Văn Vũ không cách nào tưởng tượng được. Thấy Văn Vũ đã chuẩn bị xong, dây yêu thông thiên lại cầm lấy chìa khóa bảo địa lần nữa. Ánh sáng màu tím từ đỉnh của dây yêu thông thiên phóng ra. Văn Vũ chỉ cảm thấy dây yêu thông thiên vẫy vẫy tia sáng màu tím, mang theo chìa khóa bảo địa vẽ ra một số ký hiệu kỳ lạ trên không sau đó nó như bị rút cạn nước mềm nhũng ngã xuống đất làn sóng tinh thần của dây yêu thông thiên truyền vào đầu của văn vũ kết thúc rồi chút nữa tôi sẽ thay đổi vị trí không gian và vị trí định vị của chìa khóa bảo địa trong đó chứa nguyên lý hoạt động cơ bản của kỹ năng hệ thống không gian anh có thể tìm hiểu càng nhiều càng tốt đây coi như lợi ích dự chi trước tao hiểu rồi Văn Vũ trịnh trọng gật đầu. Đồng thời, Văn Vũ có thể nhận được một phần thông tin cấp 10 khác. Cường độ linh hồn của dây yêu thông thiên, chắc là cấp 10 thì phải. Mà cấp 10 thì đã có thể mò được thế chất của kỹ năng. Một lúc sau, khi dây yêu thông thiên mệt mỏi đặt chìa khóa bảo địa xuống. Văn Vũ đành nhìn kim đồng hồ của chìa khóa bảo địa trước mắt xoay lung tung, giống như la bàn tiến vào khu vực bị từ trường nhiễu loạn. Sau đó, kim đồng hồ vốn chỉ về hướng bột hải rồi từ từ dừng lại ở phía trước không xa văn vũ đột nhiên cho mày đây là địa điểm xuất phát của bảo địa mang tính ép buộc kích động tới trước mặt mình làm gì còn nguyên lý hoạt động cơ bản của kỹ năng hệ thống không gian thì sao dây yêu thông thiên nhìn ra suy nghĩ của văn vũ nó nhẹ nhàng rung một nhánh nhìn kỹ đây một giây sau sức mạnh dân trào khắp nơi linh hồn khổng lồ và hung dữ ngay lập tức bao trùm toàn bộ thị trấn cơ hờ. Loại năng lượng cấp độ này hiếm thấy trong đời của Văn Vũ. Đây chính là uy lực của linh hồn trong dây yêu thông thiên. Cấp 10, chắc chắn không thoát được. Trong lòng Văn Vũ thầm nhắc một câu. Sau đó, Văn Vũ chỉ cảm thấy từng đợt năng lượng khổng lồ bắt đầu lan tỏa, trong nhận thức của cậu, dây yêu thông thiên đang bùng cháy như một ngọn đuốc lớn lấy linh hồn làm nhiên liệu đốt lên ánh sáng hung dữ nhất của cuộc đời. Dây yêu thông thiên trong mắt văn vũ lúc này giống như một trận pháo hoa cực lớn. Dưới ngọn lửa hừng hực cháy trong đời, vốn không phá hủy vỏ ngoài của chìa khóa bảo địa, giống như ngọn nến gặp ngọn lửa rồi từ từ tan chảy, sau đó, lộ dần cấu trúc bên dưới. Tuy chìa khóa bảo địa vốn không có cấu trúc, ẩn dưới lớp vỏ bảo vệ chỉ có vô số sợi tơ trắng bạc dày đặc. Vô số sợi tơ trắng bạc giống như một tấm lưới lớn, sắp xếp và kết hợp chỉnh tề có trình tự tạo ra điểm đến của bảo địa đây chính là chuỗi không gian linh hồn của dây yêu thông thiên yếu ớt và thận trọng giải thích với văn vũ nhưng chỉ dựa vào một câu văn vũ biết cái quái gì nói một câu khó nghe thứ này còn phức tạp hơn toán cao cấp anh biểu thị cho tôi một lần nói một chữ tôi có thể nhớ được sao há chẳng phải tôi đã thành học bá rồi ư Ông đây còn cần phải đánh sống đánh chết vậy sao? Tôi phải tới học viện khoa học sống không như lý tưởng hay sao? Điếu đáng tiếc là thời gian quả thật không đủ, dây yêu thông thiên cơ bản không thể giải thích quá nhiều cho Văn Vũ. Chỉ thấy phía trước của dây yêu thông thiên có vô số nhánh cây nhỏ hơn đột nhiên vươn ra. Những nhánh này uyển chuyển như ngón tay người, không ngừng kéo sợi tơ màu trắng bạc dưới chìa khóa bảo địa. Thế giới tiên hiệp, thế giới tiên hiệp. Tìm thấy rồi. Thế giới tiên hiệp, chia thành 6589 bảo địa, ba siêu cấp bảo địa khác, chia thành Bí cảnh cung luân Tiên đảo bồng lai Thiên cung thứ 10 Một giây sau, những cành cây nhỏ từ dây yêu thông thiên lắc lư điên cuồng gần như ngay lập tức, cách sắp xếp những sợi tơ màu trắng bạc trong chiếc chìa khóa bảo địa đã bị thay đổi. Sau đó, năng lượng bắt đầu phát ra. Linh hồn là nguồn gốc và thể xác là vật dẫn. Lúc này, năng lượng do dây yêu thông thiên phát ra khiến Văn Vũ hiểu hàm ý trong câu nói này. Sức mạnh thể xác của dây yêu thông thiên vốn không mạnh, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh bùng phát từ linh hồn đang bùng cháy, đã đủ khiến cho Văn Vũ, thậm chí khiến mọi sinh vật trong cả thành phố M phải ngoái nhìn. Trong nhận thức của Văn Vũ, dao động linh hồn của dây yêu thông thiên ngày càng suy yếu, nhưng thay vào đó, sức mạnh trong chìa khóa bảo địa lại ngày càng mạnh. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, chìa khóa bảo địa đột nhiên biến mất. Một dao động linh hồn yếu ớt truyền vào đầu của Văn Vũ. Văn Vũ còn lại giao cho anh, địa điểm, thiên cung, cấp cao nhất. Văn Vũ cảm nhận được mọi thứ nên thầm gật đầu. Tao biết rồi. Thật ra, Văn Vũ cũng ôm nổi mong chờ cực lớn đối với cái gọi là bảo địa siêu cấp của thế giới tiên hiệp, thiên cung 10 tầng. Những thứ chứa trong này không chỉ có sức mạnh và lợi ích. Có thể, còn có sự thật ánh sáng của bảo địa vừa mở ra bắt đầu nuôi dưỡng nhìn thấy vòng sáng từ nhỏ biến lớn trước mặt văn vũ thầm thở dài trải qua ép mở bảo địa sau quá trình bóp méo điểm đến bảo địa văn vũ có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh linh hồn của dây yêu thông thiên đã giảm xuống mức không thể điều tra được với sự hiểu biết nông cạn của văn vũ về linh hồn cậu có thể cảm nhận trải qua thảm họa này linh hồn của dây yêu thông thiên e là không giữ được nữa nhưng chuyện này đối với văn vũ mà nói Ngược lại đây là chuyện tốt. Trong dây yêu thông thiên chứa một lão yêu quái. Hơn nữa lão yêu quái và mình có khế ước tinh thần, tính nguy hiểm ở nơi này cũng khá lớn. Giống như lời dây yêu thông thiên nói, linh hồn hiện có đã chết, nó để lại một tay, khiến Văn Vũ nuôi dưỡng lại linh hồn của dây yêu thông thiên khác thuộc về chính mình. Như vậy lại phù hợp với suy nghĩ và tâm ý của Văn Vũ. Phán đoán đơn giản về ưu và khuyết điểm, trong đầu của Văn Vũ đột nhiên lóe lên ý tưởng. Nhớ lại từ lúc tới thành phố M, không, mọi chuyện xảy ra từ khi gặp dây yêu thông thiên, tuy văn vũ tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng lại nổi lên một đợt sóng. Mình đưa linh hồn cốt lõi của dây leo cho dây yêu thông thiên ăn, kết quả khiến dây yêu thông thiên nảy sinh một loạt các thay đổi không rõ, đánh thức lão yêu quái đã ẩn trong cơ thể của dây yêu thông thiên trong nhiều năm. Sau đó, Diệp Nam, Vạn Bình và Ca Tu tới trước mặt mình theo cách này trong tay diệp nam lại có một chìa khóa bảo địa chuyện tiến triển quá nhanh hơn nữa cũng trùng hợp trùng hợp tới nỗi làm cho văn vũ nảy sinh ảo giác kỳ lạ một cách khó hiểu giống như sự tồn tại nào đó đã được thiết kế nghĩ tới đây văn vũ ngẩng đầu truyền làn sóng tinh thần cho dây yêu thông thiên đang ủ rũ chủ nhân của mày tên gì thông thiên thông thiên tiên đế từng là cường giả tối thượng của chủ nhân gần nhất đẳng cấp sức mạnh của chủ nhân Văn Vũ vốn không rõ. Cho nên, cái gọi là cường giả của chủ nhân gần nhất rốt cuộc mạnh ra sao, Văn Vũ cũng không biết. Nhưng chắc là rất mạnh thì phải. Thậm chí có thể mạnh tới nỗi có ảnh hưởng sau vô số năm, chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Dường như nhớ lại những gì đã từng xảy ra ở Las Vegas, ý chí của trái đất hóa thành dáng vẻ của Cùng Lưu, thông qua mộng cảnh của Victor nói với mình. Có lẽ, để sống tiếp mục tiêu đơn giản này cũng là một số tồn tại cao cấp là thiết kế tốt cho cậu ư để sống tiếp mỗi chuyện trải qua mỗi lần quyết định tới cuối cùng đều sẽ hình thành tuyến đường kỳ lạ trở thành cách đạt được những mục tiêu tồn tại nào đó suy nghĩ này dần lớn lên trong đầu văn vũ sau đó cũng không đè nén được văn vũ bắt đầu nghĩ đến tình huống kỳ lạ ngay trước mắt ở một phương diện khác chủ nhân của dây yêu thông thiên thông thiên tiên đế trước khi chết triển khai thủ đoạn thủ đoạn này chính là linh hồn bên trong dây yêu thông thiên. Sau đó, Thông Thiên Tiên Đế thông qua dây yêu thông thiên, mưu đồ đạt được mục đích. Đặt lấy cơ thể của mình hay trả thù ma tộc và chủ nhân lần nữa. Vậy thì nếu đổi lại hướng khác, chủ nhân biết Thông Thiên Tiên Đế triển khai thủ đoạn, sau đó thông qua hàng loạt vụ việc, tóm lấy đuôi của Thông Thiên Tiên Đế, trực tiếp quét sạch người thay thế của Thông Thiên Tiên Đế. Lúc này, Văn Vũ đứng từ góc độ của một người chơi cờ đưa ra một cái nhìn khác về vấn đề này nhưng nếu là như vậy thì văn vũ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh lúc đầu những gì tần thiên nói không sai bản thân văn vũ chính là một vòng xoáy lớn bên cạnh luôn xảy ra nhiều điều nguy hiểm và kỳ lạ e là lần này mình lại rơi vào một cuộc thi cấp cao hơn một lúc sau lối vào bảo địa dần dần ngưng tụ vòng sáng cao gần trăm mét không ngừng nhấp nháy cho thấy sự phi thường và độc đáo của bảo địa này nhưng Văn Vũ đã bước sâu vào lối suy nghĩ của mình, cậu nhìn ánh sáng tại lối vào bảo địa, nhưng cứ như nhìn thấy quái thú khổng lồ đang chiếm đoạt cả đất trời. Không sai, chính lúc này, Văn Vũ hối hận. Đọ sức với chủ nhân ở cấp này, Văn Vũ không thể nhúng tay. Cho dù suy đoán của mình là sai lầm, chuyện lần này là do dây yêu thông thiên tự gây ra, hành vi muốn về nhà xem thử, Văn Vũ cũng không dám cược 100% xác suất xảy ra tình hình tồi tệ nhất. Đi thôi Văn Vũ làn sóng tinh thần của dây yêu thông thiên truyền đến một câu nói chỉ đổi lại sự im lặng của văn vũ sao vậy đại ca ngược lại victor nôn nóng muốn thử nghe thấy tiếng của dây yêu thông thiên victor cảm thấy bối rối nhưng văn vũ không phải người dùng tình cảm để làm việc các anh vào trước đi văn vũ dứt khoát nói với đám người diệp nam trước mặt đám người diệp nam nhìn nhau nhặt xác của vạn bình ở dưới đất lên nhanh chóng đi vào lối vào bảo địa, đối với ba người này mà nói, bảo địa này có thể là đường sống duy nhất. Còn trong đầu của Văn Vũ lúc này bắt đầu chuyển động với tốc độ chưa từng có. Văn Vũ đang tiến hành cân đối ưu và khuyết điểm của cấp độ sâu nhất này. Nhược điểm, xác suất bản thân có thể rơi vào trong kế hoạch của chủ nhân hoặc thông thiên tiên đế. Nghĩ tới đây, Văn Vũ nhìn dây yêu thông thiên đang sốt sắng bên cạnh. Chắc 80% là vậy. Tình hình như vậy sẽ có xác suất hơn một nửa mình sẽ xảy ra chuyện, một khi xảy ra chuyện thì chính là chuyện lớn, chính là chuyện chết chóc. Cho nên, có ít nhất 50% khả năng mình sẽ chết tại bảo địa này, chết trong một âm mưu có thể tồn tại. Còn lợi ích. Một lúc sau, Văn Vũ thở dài. Dây yêu thông thiên có quan trọng đi nữa thì cũng không quan trọng bằng mạng của mình. Nhưng linh hồn của dây yêu thông thiên có sự đe dọa quá lớn đối với mình cộng thêm chính mình vào bảo địa do chính mình mở ra trong đó có thể sẽ biết được sự thật tất cả mọi khả năng tất cả mối quan hệ phức tạp trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ khiến văn vũ không thể hiểu rõ ràng nhưng dây yêu thông thiên cảm nhận được vướng mắt của văn vũ nó lại chốt một câu mục đích của anh hay là lý tưởng của anh là gì giọng của dây yêu thông thiên có vẻ bình tĩnh trước giờ chưa từng có sống tiếp câu trả lời của văn vũ vô cùng chắc chắn Tôi có một năng lực, có thể thông qua việc hấp thụ máu thịt của ma vật để tăng giới hạn trên của thể chất cơ thể. Nhưng mà chủ nhân của tôi đã chết rồi. Vạn Cổ Chí Tôn, Thông Thiên Tiên Đế, Thọ Ngang Thiên Địa, lãnh đạo đại thế giới tiên hiệp chiến đấu với ma tộc, chiến đấu chống lại ma giới hơn 100.000 năm, thậm chí còn ép ma tộc phải ký hiệp định một vạn năm không được gây chiến tranh, nhưng ông ta chết rồi. Anh không muốn biết, ông ta chết thế nào sao? Ông ta chết thế nào? có liên quan gì đến ta? Văn Vũ bình thản trả lời câu hỏi. Liên quan nhiều là đằng khác. Qua phản ứng của dây yêu thông thiên, có một nỗi buồn vô cùng lớn. Trong vô số thế giới bị phá hủy bởi ma tộc, sẽ luôn có một thế giới tuyệt vời, hoặc xuất hiện một sức mạnh tối thượng thống trị ví dụ như đại thế giới linh quan. Hay trước khi hệ thống chức nghiệp giả xuất hiện, thì cũng có một hệ thống sức mạnh tương ứng ví dụ như đại thế giới tôn tinh cự thú, hay nơi có hai ví dụ như đại thế giới tiên hiệp nhưng đều có cùng một kết cục sự sống diệt vong thế giới chết dần anh không thấy kỳ quái sao ma tộc tại sao bất khả chiến bại anh không biết tại sao đến cả cái người mạnh tới mức ma tộc không dám đụng vào lại bị diệt vong hay sao anh không muốn biết sự thật của vấn đề hay sao tôi có thể khẳng định nói cho anh biết anh không nắm lấy cơ hội thì dù có mạnh anh cũng không sống nổi giống như chủ nhân trước kia của tôi vậy. Có tôi ở đây, tuổi thọ của anh gần như vô tận, nhưng lại giống như thông thiên tiên đế trước đây. Cho dù có được tuổi thọ vô tận, cuối cùng vẫn cứ không tránh được cái chết, anh tự hỏi bản thân mình đi, chết sớm hay chết muộn, có gì khác biệt? Nếu như anh không muốn tiến vào, tôi không trách anh, đạo linh hồn này của tôi tồn tại không được lâu, có thể 10 phút sau, chủ nhân sẽ phái người đến về thu lại hết những thứ đồ nằm ngoài kế hoạch như tôi. Đến lúc đó, chủ nhân sẽ bỏ hết tất cả những ký ức và dấu ấn còn sót lại của chủ nhân trước đây của tôi trong tôi, anh sẽ không biết cái gì hết. Sau đó, ở cái thế giới này, người mạnh cũng không nhiều, một thế giới năng lượng bản thế và hệ thống kỹ năng đều cấp thấp, chỉ có thể run sợ trước sự uy hiếp của ma tộc. Ở trạng thái tầng khí quyển bị phong tỏa, dù anh có đạt đến cấp 10, anh cũng không chạy thoát khỏi hành tinh này, anh chỉ có thể đợi ở đây để cái chết dần dần đến, tận hưởng một cuộc sống dài đằng đẳng chán nản chuyện này có ý nghĩa gì sao đó là những gì anh muốn có sao đó là cuộc sống mà anh muốn sống tiếp hay sao đó là mục đích để anh phấn đấu hay sao không không phải văn vũ vô cũng chắc chắn nói cách sống như vậy chắc chắn không phải thứ văn vũ muốn nhưng mà thứ văn vũ quan tâm nhất không phải là cái này trong lời nói khi nãy của ngươi luôn nói đến chân tướng của sự việc ngược lại thì mục đích của bản thân người là gì lại không nói ta thật sự không thể hiểu mục đích thật sự của ngươi không phải muốn ra trước mộ chủ nhân cũ hay sao hay còn ý đồ gì khác sau khi tiếp xúc chiến đấu với những người như lâm hải phong không thể không nói văn vũ đã trưởng thành đúng chủ nhân cũ của tôi trước khi ra đi đã từng nói mang ký chủ kế tiếp đến mộ của ông ta anh chính là mục tiêu của tôi có thể là do thời gian quá gấp rút như những gì dây yêu thông thiên vừa nói chủ nhân sẽ phái người đến thu hồi lại bản thân nó đó không phải là điều không thể cho nên ngay lúc này dây yêu thông thiên quả quyết nói thẳng luôn ra mục đích của nó cốt hay là xấu tôi không biết đó chỉ là lời dặn dò của chủ nhân cũ tính nguy hiểm lại dâng cao lên rồi điều này cũng có nghĩa văn vũ lại do dự chân tướng văn vũ rất muốn biết nhưng Đạo lý biết càng nhiều chết càng sớm, Văn Vũ hiểu rất rõ. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi làn sóng tinh thần tuyệt vọng và mất ý chí của dây yêu thông thiên truyền vào đầu Văn Vũ. Thôi đi, anh không muốn thì thôi. Ai nói ta không muốn đi? Văn Vũ trả lời lại, khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn, thu lại ba hồn sủng, như ngẫu nhiên đưa tay ra chạm vào cánh cửa bảo địa. Vừa rồi, Văn Vũ quả thật rất lo lắng, nhưng, giây phút cuối cùng, phản ứng và lời nói của dây yêu thông thiên cũng thuyết phục được văn vũ chí ít mặc dù sức mạnh linh hồn của nó cao hơn nhưng nó cũng không dùng để uy hiếp văn vũ chí ít dây yêu thông thiên cũng để cho văn vũ tự lựa chọn từ phương diện đó linh hồn của dây yêu thông thiên không xấu chí ít là đối với văn vũ cũng không có ác ý gì từ điểm này có thể thấy bản tính của thông thiên tiên đế chủ nào tớ nấy với dây yêu thông thiên lấy máu thịt làm thức ăn cũng như vậy vậy thì dây yêu thông thiên cũng không xấu xa không không có cơ sở lý thuyết nào cả chí ít văn vũ không trẻ người non dạ mà lại tin vào nhân phẩm của một lão quái vật đã chết nhiều năm mà dám cực mạng sống của mình đây không phải là mục đích văn vũ chọn đi vào bảo địa nghiêm túc mà nói thật sự lay động văn vũ chính là lợi ích to lớn sau những rủi ro khổng lồ lực lượng chân tướng chuyện từng xảy ra thậm chí khả năng bản thân cậu thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Vừa rồi mỗi một câu của dây yêu thông thiên đều không hề sai. Sống mà sống trong thế giới hấp hối, đó thật sự không phải điều ta muốn. Một cảm giác choáng váng quen thuộc lướt qua, Văn Vũ mở mắt nhìn xung quanh. Bản thân cậu ngay lúc đó, đang đứng trên một mảnh vỡ lục địa, xung quanh không có ai. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bảo địa cấp cao, thiên cung thứ 19 thức mở. Kinh Kinh. hai tiếng tinh vang lên, đây cũng là lần đầu tiên Văn vũ thấy dây yêu thông thiên có đó không? có, có thể là do quay lại đại thế giới tiên hiệp, trạng thái tinh thần của dây yêu thông thiên rõ ràng tốt lên rất nhiều. tình hình bây giờ là sao vậy? sao không có thông báo bảo địa? tình huống bình thường, vùng đất bảo địa này không mở ra ở đoạn thời gian này, chúng ta coi là lén lút vào, không tin có thể thử đi. bảo địa này có thể đến cả người bảo vệ cũng không có cơ văn vũ thầm gọi người bảo vệ thật sự không có vậy bây giờ phải làm sao tôi cũng không biết văn vũ thậm chí có thể tự bù đắp lại cái cảnh dây yêu thông thiên gian tay nhún vai bất lực trong đầu tôi không biết khu bảo địa này sau khi cải tạo quy tắc như nào cũng không biết hạng mục thực luyện là gì nhưng theo như dự đoán của tôi chủ nhân chủ nhân rất nhanh sẽ phản ứng lại lúc đó phải làm sao thì phải xem ý của chủ nhân ha ha văn vũ cười lên hai tiếng nói sao đây chuyện chúng ta làm cả nửa ngày còn phải xem ý của chủ nhân dây yêu thông thiên im lặng một lúc lâu giọng điệu bình thản nói nhớ một điểm năng lực và thủ đoạn của chủ nhân không phải bây giờ anh có thể tưởng tượng ra được mặc dù rất bực bội khi nói ra điều này nhưng không thể không thừa nhận chủ nhân chính là chủ nhân ông ta mới là thần đứng trên vị trí cao nhất điều khiển mọi thứ. Mới là bầu trời của tất cả thế giới này. Người nói như vậy, như cái rắm ấy, giờ chúng ta thu dọn rồi đợi chết à. Văn Vũ nói câu này không hề sai chút nào. Cái gì mà là trời? Cái gì mà là thần? Có thể phản kháng, là bị tiêu diệt, thì chỉ có thể là ngụy thần. Là đồ giả. Nghịch thiên mà làm, Nói thì hay lắm nhưng ẩn mình trong câu nói đó là sự nguy hiểm vô cùng, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Tề Thiên Đại Thánh có phải rất ghê gớm không? Không phải cũng bị Như Lai Phật tổ một phát đè 500 năm hay sao? Còn chưa nói, Như Lai Phật tổ sánh ngang với trời cao. Văn Vũ cho rằng bản thân câu không có phong thái và sự gan dạ đó. Vậy anh có thể đi chết, chết cũng không muốn chết. Sống còn muốn sống tự do. Sống sang chảnh anh không thấy anh rất mâu thuẫn hay sao không ta chả mâu thuẫn gì cả văn vũ quả quyết trả lời ta lần này đến đây chỉ muốn hiểu chân tướng tiện thể xem phong thái chủ nhân trước đây của ngươi ta thành thật nói với ngươi cái chủ nhân trước của ngươi ấy thật sự có âm mưu gì mà ép ta đối đầu với chủ nhân ha ha văn vũ khẽ đưa tay ngang cổ nếu thật sự đã đi đến bước đó ta sẽ lập tức giết ngươi để bày tỏ lòng tôn kính với chủ nhân. Ha ha. Dây Yêu Thông Thiên khẽ cười. Phải xem con dao của chủ nhân có cắt cổ anh hay không đã. Ngay khi nói câu này, một người một dây yêu im lặng. Có vài lời, ở bên ngoài không thể nói. Nhưng ở đây, những lời nói của dây yêu Thông Thiên rõ ràng hơn. Thông Thiên Tiên Đế sao mà chết? Dây Yêu Thông Thiên nói rất rõ ràng rõ đến mức văn vũ không muốn đi sâu vào vấn đề này nhưng từ trong đó phát sinh ra nhiều vấn đề thủ đoạn nuôi trùng của chủ nhân biến trái đất thành một trại chăn lợn vốn văn vũ cho rằng mục đích của chủ nhân là muốn bồi dưỡng ra một người thật là mạnh nhưng sau khi nói chuyện với đương hạo phi dự đoán của đương hạo phi là chủ nhân thông qua việc con người thu thập ma tinh để nâng cao sức mạnh bản thân với hậu quả mà thông thiên tiên đế trước đây phải nhận nghi ngờ đó sau này rất có khả năng mà khả năng khá cao. Nuôi heo, nuôi cho béo, tất nhiên là giết mổ để ăn, nhưng với tình huống như vậy, đối với văn vũ mà nói có thể chưa phải là điều tồi tệ nhất trước đó, văn vũ có thể thử một chút, thành người mạnh nhất trong mắt chủ nhân. Nhưng sau này rồi, điều đó có nghĩa càng mạnh mẽ thì chết càng nhanh. Mà, sự uy hiếp của ma tai khiến cho tất cả mọi người đều trở nên mạnh mẽ đó là một vòng luẩn quẩn. Chủ nhân dùng thủ đoạn như vậy để giữ tất cả con người trong một cái vòng tuần hoàn chết chóc trong vòng tuần hoàn này kết quả chỉ có một chết chỉ có thể chết mới có thể thoát khỏi quy tắc trò chơi mà chủ nhân định sẵn như vậy khiến cho văn vũ không thể không đấu tranh không thể không phản kháng nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mà làm kẻ địch của chủ nhân ít ra lúc này văn vũ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh đây là một vòng tuần hoàn chết chóc không thể thoát ra Chủ nhân căn bản không hề cho chức nghiệp giả lấy một con đường sống. Có thể ngay từ khi bắt đầu, chủ nhân còn định sẵn bóp cuối cùng, bất cứ một sinh vật nào muốn sống sót, không thể nào thoát khỏi việc đối diện với chủ nhân. Hiểu chưa? Làn sóng tinh thần của dây yêu thông thiên truyền vào đầu Văn Vũ. Hiểu cái gì? Văn Vũ cố tình giả ngốc hỏi lại. Đối mặt với chủ nhân là bắt buộc, anh cần hiểu, heo, kết cục cuối cùng chỉ có bị giết thịt mà thôi tôi sẽ đưa anh đi xem toàn bộ quá trình mà đại thế giới tiên hiệp đấu tranh với ma tai đưa anh đi xem toàn bộ một đời truyền kỳ của chủ nhân trước của tôi sau đó nó sẽ xua tan hết hoài nghi của anh để cho anh biết được sự thật trong tay chủ nhân dục vọng thuần khiết muốn sống tiếp của anh nó khó khăn như thế nào ừm ngươi nghĩ không sai ta đồng ý cùng đi xem với người nhưng ngươi hình như bỏ qua một chuyện ta mới là cấp năm nghe những lời phàn nàn của văn vũ dây yêu thông thiên từ từ trả lời lại bằng một làn sóng tinh thần không cấp không quan trọng chỉ cấy mầm cây trồng xuống rồi sớm hay muộn cũng mọc lên thôi đã nói đến mức này rồi văn vũ tạm thời cũng không nghĩ gì nhiều nữa càng quan trọng hơn văn vũ đã vào bảo địa này rồi bất luận có xảy ra chuyện gì đều do văn vũ tự mình chịu mà văn vũ cũng đã sẵn sàng chịu rủi ro để lấy được lợi ích rồi nhìn những mảnh đất vỡ vụn ở xa như những hòn đảo đang bay lơ lửng trên không trung, Văn Vũ tạm thời không phát hiện ra nguy hiểm gì. Nhưng cũng đã đạt được một phần lợi ích chí ít, như trong lời dây yêu thông thiên, có khá nhiều tin tức. Đây cũng được coi là một sự bắt đầu khá tuyệt vời. Mà tiếp theo, còn xem chủ nhân. Cộp cộp. Tiếng bước chân giòn giả vang vọng trên lối đi dài. Một hành lang dài, vô số hình cầu thu nhỏ được đặt hai bên hành lang làm vật trang trí người bảo vệ số 1, kim giáp đi qua hành lang ảm đạm u tối không biểu hiện gì, sau khi bước ra khỏi hành lang, đến một đại sảnh sáng sủa rộng rãi, anh ta mới thở dài một cái. Mà là người bảo vệ số 1 của chủ nhân, người mạnh nhất, hành lang thế giới vừa đi qua đó, cũng khiến cho anh ta cảm thấy áp lực và sợ hãi. Đó là vô số những lời than khóc của các linh hồn và thế giới phát ra, với sự không cam tâm và bi thảm. Mà chuyện này với chủ nhân, những tên nhóc đó chỉ là chiến lợi phẩm và chiến tích để khoe khoang. Sau khi quét sạch những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí, nhìn đại sảnh cao ngất trước mặt, người bảo vệ số một từ từ cuối người, quỳ xuống đất. Chủ thượng, theo dõi dây yêu thông thiên, có kết quả rồi. Dây yêu thông thiên. Giọng nói uy nghiêm vang lên từ mọi hướng, dù là người bảo vệ có thực lực mạnh nhất, kim giáp cũng chỉ có thể cảm nhận được tiếng gầm thét truyền qua đầu. Thực lực của chủ nhân, vô cùng tận, không thể tưởng tượng được nhưng không phải là duy nhất trên thế giới này ông ta vẫn có đối thủ vẫn gặp khó khăn mà nghĩ đến những gì ông ta làm với bản thân với các thế giới của ông ta nghĩ đến đây kim giáp lập tức thu lại suy nghĩ của mình trước mắt chủ nhân những suy nghĩ và cảm xúc kích động đều là một sự nguy hiểm tột cùng vậy là kim giáp cung kính trả lời lại chủ nhân chủ thường chính là cái chậu cây do thông thiên tiên đế để lại ồ Ngươi nói như vậy ta mới nhận ra, thời gian trước ta tặng nó cho trình tự số 2 đúng không? Đúng vậy, chủ thượng. Cũng là nói, linh hồn trong người dây yêu thông thiên thức tỉnh rồi hả? Đúng vậy. Đơn giản trả lời một câu, giữa chủ nhân và kim giáp lập tức chìm vào im lặng. Chủ nhân đang suy nghĩ, mà kim giáp chỉ đơn thuần không dám lên tiếng mà thôi. Đoạn thời gian này, hình như bị sớm rồi. Nghe thấy lời nói của chủ nhân, kim giáp do dự một lúc mới không kìm được mà nhắc nhở một câu chủ thượng chuyện này không phải do ngài an bài sao không không đây đâu phải do ta an bài đâu đây có lẽ là do thông thiên tiên đế an bài đó hoặc đó chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần thôi ai mà biết ít ra ta cũng không có thời gian mà đi quan tâm một cái chậu hoa mà một tên đã chết để lại nghe thấy cái tên thông thiên tiên đế kim giáp đột nhiên im lặng vốn dĩ Vốn dĩ số thứ tự người bảo vệ của Kim Giáp không phải là số 1, mà là số 68. Vậy mà, sau trận chiến bao vây tấn công Thông Thiên Tiên Đế, số thứ tự người bảo vệ của Kim Giáp đã thành số 1. Mà trận chiến đó đã chết biết bao nhiêu là người bảo vệ bảo địa, cuối cùng nhờ chủ nhân ra tay mới kết thúc được trận chiến đó. Họ đều đã vượt qua cấp 11, nhưng vẫn có sự khác biệt như vậy, sự khác biệt như khoảng cách một vực sâu. Ừm, để ta xem xem. Thông thiên tiên đế, dây yêu thông thiên, còn có trình tự số 2, chật chật. Thủ đoạn đúng là không ít, chết rồi vẫn không ngừng lại, như vậy đi, ngươi dẫn theo người bảo vệ số 9, cái tên cứ ở thế giới tiên hiệp ấy, cùng đi một chuyến, cứ làm theo quy định bình thường của bảo địa, bao nhiêu phần thưởng trong đó thì cứ lấy hết ra, dựa theo độ khó mà quan sát tình hình bên trong. Còn dây yêu thông thiên thì không cần quan tâm, ngươi cứ tùy ý quan sát tình hình, lần này, theo đầu mối đó, từ những thủ đoạn mà Thông Thiên Tiên Đế để lại rồi xử lý theo. Như vậy là được. Nhưng mà Kim Giáp do dự một lúc. Bảo địa đó phải là cấp 10 mới được mở ra. Mở trước thì có sao đâu? Dây yêu Thông Thiên không phải muốn mượn thực lực của trình tự số 2 đến mộ của Thông Thiên Tiên Đế sao? Vậy thì cứ theo độ khó cấp 10 mà làm. Có thể qua được thì ta đề cao hắn chút thôi. Nhưng nếu không qua được vậy vị trí thay thế hắn thì sẽ ra sao? Sao đâu, một trình tự số 2 cũng thôi đi, dù sao cũng là một nhân tố của hiệu quả cánh bướm từ đường hạo phi, một tên đột nhiên xuất hiện, vậy thì sợ xảy ra gì ngoài ý muốn cơ chứ, tự nhiên sẽ có người có thể thay thế vị trí của hắn thôi. Ở cái thế giới này, đâu có thiếu một người. Kim Giáp im lặng, rồi lại hỏi một lần nữa. Vậy, có cần mở một cánh cửa ở khu tập trung yên kinh để đường hạo phi cùng vào không? không cần đâu, mạng của Đường Hạo Phi có giá trị hơn mạng của trình tự số 2, hắn ta tái sinh sau khi hấp thụ một nửa sức mạnh nguồn gốc của trái đất, một tên không cần bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể vượt ra khỏi cấp 11, cũng chính là con người quan trọng cần tập trung bồi dưỡng, bảo địa lần này nguy hiểm quá nhiều. Tôi biết rồi. Sau khi nhận lệnh từ chủ nhân, kim giáp cung kính cúi đầu, xoay người đi ra bên ngoài. Đợi đã. Giọng nói chủ nhân lại vang lên trong không khí vẫn nên mở một cánh cửa bảo địa tại khu tập trung yên kinh đi, đường hạo phi có vào hay không, để hắn tự chọn. Mặc dù đó là sự hợp tác giữa ta và trái đất, cho dù có là quân cờ của ta, cũng nên cho chút tự do mới tốt, có thể sẽ xảy ra vài chuyện ngoài dự kiến có khi đấy. Nói đến đây, chủ nhân lại đổi chủ đề. Số 1, chuẩn bị cho thăng cấp thực luyện thăng cấp từ cấp 5 lên cấp 6, theo tốc độ của ma tộc, có lẽ thời gian chỉ khoảng một tuần. Vâng, chủ thượng trong bảo địa thiên cung thứ 10. Văn Vũ cũng đã đợi được khoảng một tiếng rồi, trong đầu mới vang lên âm thanh nhắc nhở. Tin, hoan nghênh đến với bảo địa thiên cung thứ 10. Bảo địa là bảo địa siêu cấp, được lấy từ chiến trường cuối cùng của đại thế giới tiên hiệp thiên cung di chỉ, sau khi trải qua sự cái tạo của chủ nhân, hình thành nên không gian bảo địa. Lần này quy tắc của bảo địa là tự do thăm dò. Tự do thăm dò đó là quy tắc đặc biệt cho khu bảo địa siêu cấp. Trong khu bảo địa, không có mục tiêu bắt buộc nào cả, mỗi một chức nghiệp giả bước vào bảo địa, có thể tự do thăm dò trong bảo địa, khi các chức nghiệp giả giết nhau không có phần thưởng hay trừng phạt nào cả. Cách ra ngoài, sẽ phát một miếng ngọc bội cho chức nghiệp giả, với ngọc bội dịch chuyển, chức nghiệp giả có thể tùy ý ra ngoài nhưng cần chú ý, phương thức khởi động ngọc bội, cần chức nghiệp giả đợi đủ 3 phút, không trong trạng thái chọn hạng một chiến đấu mà sử dụng. Giới thiệu Thiên cung thứ 10, Thiên cung thứ 10 Nơi tối cao của đại thế giới tiên hiệp Tẩm cung của Thông Thiên Tiên Đế, là người mạnh nhất của đại thế giới tiên hiệp, Thông Thiên Tiên Đế đã cải tạo lại Thiên cung thứ 10 với một sức mạnh vô cùng lớn, tạo ra một chiến trường siêu cấp với cấp độ có hạn. Đặt nó vào trận chiến giữa đại thế giới tiên hiệp và ma tộc. Thiên cung thứ 10 tổng cộng có 10 tầng, các kết điểm dẫn đến từng tầng ở rải rác khắp Thiên cung thứ 10, những người tham gia chỉ cần tìm được các kết điểm là có thể lên tầng. Nhưng cần chú ý ở đây có những ma tộc đã từng chết đi ở đại thế giới tiên hiệp và những con ma tộc do chủ nhân trọng sinh lại thả vào. Mặc dù hai bọn chúng có mối quan hệ trái ngược nhau, nhưng đều là đối thủ của người vào bảo địa tấn công giết chết hai thứ đó đều có điểm tích lũy, nhưng chỉ khi đó là ma tộc có ma tinh trong người. Mỗi một tầng trong thiên cung thứ 10 tương ứng với từng cấp, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 10, nhưng không bài trừ trường hợp có ma vật đột phá giới hạn hay những vong linh của đại thế giới tiên hiệp người tham gia chú ý đến sự thích hợp về cấp độ và thực lực của mình ở mỗi tầng. Chú ý, trong thiên cung thứ 10 có rất nhiều bảo vật, nhiều bảo vật được thu thập bởi thông thiên tiên đế trước đây những cuốn đạo cụ do hệ thống chức nghiệp giả tạo ra, cũng có những thứ được tạo ra do thế giới tiên hiệp tiên thảo linh dược, kỳ châu dị thú, tu luyện công pháp. Chú ý, công phu mà đại thế giới tiên hiệp tu luyện, không tương thích với quy công phu của trái đất, cũng không có hiệu quả ở trái đất nhưng bạn vẫn có thể thử nếu như không sợ lãng phí thời gian. Chú ý, thời gian mở bảo địa là mãi mãi, bởi vì có độ khó cao, các chức nghiệp giả cẩn thận hành động, sau khi ra khỏi bảo địa, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên ngoài vào bảo địa, vào lại thiên cung thứ 10. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu, một dây ngọc bội mong manh hiện ra trước mặt Văn Vũ. Có điều, Văn Vũ không vội vàng lấy ngọc bội, mà vẻ mặt chua xót nhìn về phía dây yêu thông thiên. Cao nhất là cấp 10 rồi mộ của chủ nhân của ngươi ở tầng cao nhất. Con mẹ ngươi chơi ta à? Dây yêu thông thiên tức thời không lên tiếng. Lúc sau, dây yêu thông thiên mới trả lời lại bằng làn sóng tinh thần. Không phải là tầng 10. Không phải thì tốt, mấy tầng 7, 8 gì đó, còn có thể cố tí được. Là tầng thứ 11 cơ. Văn vũ nặng nề nuốt nước miếng. Mà làn sóng tinh thần của dây yêu thông thiên vẫn không dừng lại. Tầng 11, Tẩm cung của chủ cũ tôi đấy, cũng chính là chiến trường cuối cùng, cũng là mộ chủ cũ tôi luôn. Tầng 11, ha ha, không phải là cấp 11 đấy chứ. Văn Vũ gương mặt cười khổ vàng nàng một câu. Đúng là có, nhưng mà, phương pháp lên cấp 11 rất đơn giản, có nhiều hơn một loại. Văn Vũ nghe xong, lập tức ngơ ra, sau đó nheo mắt lại. Cái cách này, là một bảo bối đó. Anh đi rồi thì biết. Những thứ này đều được ghi vào nhật ký của chủ cũ tôi. Chỉ cần anh đến được tầng 10 của Thiên cung, tôi đảm bảo anh sẽ biết còn nhiều hơn anh tưởng tượng nữa cơ. Lại một chiếc bánh lớn khác. Văn Vũ bây giờ rất tỉnh táo, cho dù có đứng trước một miếng bánh siêu siêu lớn, Văn Vũ cũng không lay động. Để phá vỡ được ma vật cấp 10 và vong linh của đại thế giới tiên hiệp cấp 10, Văn Vũ hơi thấy đau não. Hình như cảm nhận được sự do dự của Văn Vũ, Dây yêu thông thiên không nhẫn nại được vội vàng nói. Đừng có quên, anh còn có tôi, dược viên tử và linh thú viên tôi đều biết hết, còn có các công tháp, kho bảo vật, còn có mật đạo của thiên cung. Anh phải biết, mặc dù bây giờ chủ nhân không ra tay với anh, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho anh lượng lờ bên ngoài, nếu như anh ra ngoài rồi, lần sau không chắc là có tôi ở bên cạnh anh đâu. Quan trọng nhất là anh đã đánh giá quá cao thực lực cấp 10. Tôi tính toán đơn giản cho anh thấy, điểm thể chất cơ thể giới hạn của cấp 6 là 5.000 điểm, cấp 7 là 20.000 điểm, cấp 8 là 50.000 điểm, cấp 9 là 100.000 điểm, cấp 10 mới 200.000 điểm. Đúng, chỉ gấp ta có 10 lần thôi. Không kém chút nào luôn. Nhưng anh quên mất có tôi, ma vật cấp càng cao, thì có thể cho anh được càng nhiều điểm thể chất cơ thể. Anh giết một con ma vật cấp 8, có thể giúp anh nâng cao được bao nhiêu điểm thể chất cơ thể anh có biết không? anh sẽ càng đánh càng mạnh. Mà, dây yêu thông thiên sụp sôi ý định giết chóc. Đại thế giới tiên hiệp trước mắt, vẫn còn có nguồn gốc nguồn gốc của thế giới tiên hiệp. Ở đây, tôi có cách nào có thể biến anh một thần thú chủng trong đại thế giới tiên hiệp. Mặc dù đại thế giới tiên hiệp sớm đã bị hủy diệt, nhưng thiên bẩm của chủng tộc thần thú chủng có thể làm được. Đợi đến khi anh ra ngoài, hấp thu nguồn gốc trái đất với thân phận thần thú song chủng, anh thật sự không lay động sao? Không lay động. Văn Vũ mà không lay động mới lạ. Cho nên, Văn Vũ khi nghe Dây Yêu Thông Thiên nhắc đến tác dụng tốt đẹp của hệ thống, lập tức nheo mắt lại. Lúc lâu sau, Văn Vũ vỗ tay thật mạnh. Làm thôi. Ngay khi mà Văn Vũ và Dây Yêu Thông Thiên đang thương lượng có làm hay không. Sau khi Kim Giáp hoàn thành xong nhiệm vụ tại Thiên Cung thứ 10, lập tức mở ra cánh cửa ở bảo địa. Sức mạnh ngưng tụ không gian, xáo trộn không gian, định vị vận chuyển vân vân đều được thực hiện trong một lần năng lượng của không gian trong tay của kim giáp như một trò chơi tùy ý điều khiển đó chính là thực lực của người bảo vệ số một không có thể đây chính là thực lực của toàn bộ những người bảo vệ mỗi một người bảo vệ đều là những quái vật cường giả siêu việt cấp 11. nhưng đồng thời cũng là kẻ gánh trên mình tất cả những tội nhận chủng tộc nặng nề thiên cung đi thiên cung sao cái thiên cung đó á nghe thấy âm thanh đằng sau lưng kim giáp gương mặt không biểu cảm gật đầu ha ha thiên cung đó thiên cung đó liên tiếp những lời cảm thân tuôn ra cùng với hơi thở đầy mùi rượu đổ về phía kim giáp nhưng kim giáp chỉ cao mày ít uống rượu thôi sợ cái gì rượu cũng không say người ta được hai người chìm vào im lặng lúc lâu sau kim giáp mở miệng nói trạng thái này của anh rất không tốt như này sẽ làm hỏng chuyện làm hỏng chuyện làm hỏng chuyện gì chứ làm hỏng chuyện lớn của chủ nhân á hay là chuyện lớn của anh với ma chủ im mồm đi tôi biết anh lần này quay lại thiên cung tâm trạng không được tốt nhưng anh phải nhớ muốn báo thù thì nghiêm túc hơn chút đi hừ tâm trạng tôi rất tốt rất tốt luôn quay lại để xem mấy loài người bị tôi ép chết quay về xem xem đại ca vì tôi mà rơi vào bẫy bị chủ nhân giết chết quay lại xem thế giới mà tôi phản bội lại đẹp thế nào. Giọng nói xa dần ở đằng sau, không hề ảnh hưởng đến những động tác của Kim Giáp, thân là đồng đội đồng chí, là người hợp tác lâu dài. Kim Giáp với túy đạo nhân cũng là người bảo vệ số 9, vô cùng hiểu tính cách của anh ta. Đúng là rượu không thể làm say một cường giả siêu việt cấp 11. Có điều. Nghĩ đến đây, Kim Giáp dùng lực nắm chặt tay lại. Chờ người khác, chủ nhân rốt cuộc là nói cái gì? Nuôi chó săn thật ra là chó săn thì chủ nhân cũng phải cho vài miếng xương thịt. Nhưng chủ nhân, chủ nhân căn bản còn không xem người bảo vệ là chó. Kẻ lạnh. Tâm tình của túy đạo nhân, y như khi anh ta biết chân tướng sự thật, lén lút quay lại bảo địa tạo ra ở đại thế giới kim quang, giống y hệt. Khẽ lắc đầu, kim giáp thở dài một cái. Tâm trạng. Xin lỗi, cái từ này với người bảo vệ mà nói, quá nặng, quá xa vời. Thân là con chó của chủ nhân, tâm trạng của chủ nhân mới là tâm trạng, tâm trạng của bản thân chả là gì cả. Sức mạnh hùng vĩ được truyền vào cánh cổng bảo địa, cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để nó được vận hành. Nhưng, mỗi lần sử dụng phần năng lượng này, tâm trạng của kim giáp rất nặng nề. Không ai hiểu được, chỉ có kim giáp là rõ nhất, năng lượng cấp 11 rốt cuộc là ở đâu mà có. Cũng chính là sức mạnh vạn năm này, thời gian dài như vậy và sự sợ hãi sức mạnh này mới khiến cho Kim Giáp đi đến con đường này, làm người bảo vệ cho bảo địa nhưng lại muốn báo thù. Trong đầu nhớ lại đoạn thời gian trước có giao tiếp với ma chủ, ánh mắt Kim Giáp hiện lên sự độc ác. Bây giờ, không, có thể cần đợi vài năm nữa. Nhưng vài năm sau, báo thù, cũng chưa muộn. Bùng. Sức mạnh uy nghiêm trào ra từ trong tay Kim Giáp, nhưng vừa rời khỏi Kim Giáp 3 mét, như biến thành một đạo sáng nhỏ. Có vô số đốm sáng nhỏ trong đó, tốc độ di chuyển cực nhanh không thể giải thích được, trực tiếp quét qua khắp nơi trên thế giới. Sau khi làm xong, kim giáp không biểu hiện gì, quay người rời đi. Ở phía sau, một cánh cổng vào bảo địa cao gần 100 mét được hình thành. Khi cánh cổng bảo địa bắt đầu lan rộng khắp thế giới, bên ngoài lập tức xảy ra bạo loạn. Có điều, tình hình bây giờ không giống với việc cánh cổng ma giới mở ra. Do ma tai quấy nhiễu, chỉ có số ít độc hành giả và chiến sĩ của quân đội được phái đến thiên cung thứ 10. Có một trường hợp duy nhất, là khu tập trung yên kinh không cần chống lại sự uy hiếp của ma tai. Ngoài hỗ trợ các khu khác và các cường giả khác ra, lần này, Đường Hạo Phi tự dẫn đội, dẫn theo một số lượng lớn cường giả cấp 5 và trình tự, theo bản đồ tìm đến bảo địa mới, sờ chút đồ tốt. Quân số tăng lên, có nghĩa là gia tăng các biến số đối với Văn Vũ mà nói, điểm này đây không biết là tốt hay xấu. Bởi vì Văn Vũ ngay lúc này đây, Văn Vũ đang cố gắng nhảy lên những mảnh đất lơ lửng tìm kết điểm lên tầng. Tầng 1 là chiến trường của chức nghiệp giả cấp 1 và ma vật cấp 1, vân vân, tầng 1 không có gì hay ho. Đó là những lời nguyên gốc của dây yêu thông thiên. Nghĩ lại cái lần đến thiểm lam tinh bảo địa, Văn Vũ lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Mấy thế giới của các ngươi, cuối kỳ sao lại luôn tạo ra những chiến trường cấp giới hạn? Không có cách nào khác, Hậu quả của trận chiến cường giả cấp 10 quá tàn khốc, chức nghiệp giả cấp thấp chịu không nổi, chức nghiệp giả cấp thấp là nền tảng của chủng tộc, hạt giống của tương lai, không thể để mất không quan tâm. Trên thực tế thì tất cả các thiết bị khác nhau trên chiến trường vẫn do một mình của nhân cung cấp. Đến đâu cũng không thể rời khỏi chủ nhân. Đây mới là tình trạng thật sự của thế giới khi bị ma tộc và chủ nhân xâm chiếm ngay cả nơi đã từng có sức mạnh bẩm sinh như đại thế giới tiên hiệp cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân còn nữa những mảnh vụn trôi nổi đang xen xung quanh anh cũng là do chủ nhân làm dây yêu thông thiên cẩn thận nhắc nhở một câu nhưng chẳng qua chuyện này cũng tốt số lượng ma vật cấp thấp nhiều hơn rất nhiều so với số lượng người chức nghiệp như vậy thì có thể thì có thể tránh được việc bị đàn ma vật to lớn cắn nuốt hiện tại địa cầu của các anh đang trong giai đoạn tai họa chờ thêm 10 năm 20 năm nữa. Các anh sẽ hiểu rõ ràng là không thể chỉ dựa vào con người hiện tại quá lâu. Không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có một thế hệ mới xuất hiện trên chiến trường. Những biện pháp để tránh thiệt hại do chiến tranh và duy trì dân số nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều. Vấn đề này không phải cái khiến ta đau đầu. Quy mô của 10 tầng thiên cung vô cùng lớn, lớn đến nỗi văn vũ chạy suốt một giờ đồng hồ mà vẫn không tìm thấy một cái lối truyền tống được nghe nói có rất nhiều nào dừng lại. Dây yêu thông thiên đột ngột hét lớn làm văn vũ giật cả mình còn tưởng rằng đã xuất hiện một tình huống nào đó. Làm sao vậy? Sợi dây thường màu xanh lục trên thay văn vũ bò ra chỉ về hướng một khối lục địa trôi nổi giống như một ngón tay vậy. Xem kìa. Văn vũ chăm chú nhìn lại. Lục địa trôi nổi ở phía xa hàng trăm quái vật cấp một phiên bản mới do chủ nhân vừa thả ra đang vây quanh ba bộ xương khô tự do di chuyển liên tục tung ra các đòn tấn công ngay cả khi chỉ còn lại một vài khung xương, ba bộ xương vẫn có thể nhận dạng được một cách mơ hồ, chúng chỉ cao khoảng một mét, và tổng thể bộ xương trông cực kỳ nhỏ nhắn. Đây là hình dáng của một người bình thường của đại thế giới tiên hiệp, hay là Trẻ con, xét về tuổi tác, chúng có kích thước tương đương với loài người của anh khoảng 10 tuổi. Chúng là thế hệ mới mà ta nói, nhưng chúng sinh ra không đúng lúc. Thế hệ mới ra đời sau mặt thế, đặc biệt là thế hệ mới ra đời lúc thế giới sắp bị hủy diệt đúng thật là sinh ra không đúng lúc đàn ông gục rồi thì đàn bà lên đánh người già gục rồi thì người trẻ lên đánh trong giai đoạn cuối của đại thế giới tiên hiệp không phải nói là giai đoạn cuối của toàn bộ thế giới trước khi bị ma tộc hủy diệt những chuyện này xảy ra cũng không nằm ngoài dự liệu của văn vũ mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng trong lòng văn vũ vẫn có chút xúc động mạc thế vốn không phải là trò chơi của một người mà là một thảm họa mà chủng tộc thậm chí là cả thế giới phải đối mặt với có việc gì cần tôi làm không sau khi thăm lại chỗ cũ nỗi buồn của dây yêu thông thiên tự nhiên đến mà không báo trước có thể là văn vũ đã bị lây nhiễm nỗi buồn này một người ngày thường không thích xen vào chuyện của người khác như văn vũ cũng không khỏi đưa ra ý kiến giúp đỡ không cần đâu xem tôi đây đưa anh đến một chỗ tốt dây yêu thông thiên dứt khoát trả lại một câu dao động tâm thần sau đó dây leo phóng ra những dây leo màu xanh ngọc bích từ lục địa trôi nổi nơi văn vũ đang đứng ngay lập tức phóng ra một con đường lớn khác. Sau đó, những dây leo trên khắp bầu trời dường như được đan thành một tấm lưới lớn, với những chiếc gai ngược vô cùng dữ tận bên trong, ngay lập tức lao về phía đàn ma vật và ba bộ xương khô. Một luồng nhiệt truyền theo dây yêu thông thiên đến trên cơ thể văn vũ. Biên độ của tố chất cơ thể tăng lên một chút, biên độ dao động linh hồn cũng tăng lên. Nhưng quan trọng hơn là một luồng năng lượng khác với năng lượng trên trái đất, nhưng không quá khác biệt về mặt bản chất, cũng truyền vào thân thể Văn Vũ dọc theo dây yêu thông thiên. Cảm giác này làm Văn Vũ lập tức bừng tỉnh, đây chắc chắn là căn nguyên chi lực của đại thế giới tiên hiệp. Nhưng vẫn có chút sai lệch so với dự đoán, nguồn căn nguyên chi lực này không phải đến từ mảnh lục địa trôi nổi rách nát kia mà là đến từ bên trong cơ thể các vong linh của đại thế giới tiên hiệp. Một lúc lâu sau trong khi dây yêu thông thiên từ từ giải trừ lưới dây, đàn ma vật và ba bộ xương khô trước đó đã hóa thành tro bụi. Dây leo màu xanh lục chậm rãi bò lại trên người Văn Vũ. Đã nhận được căn nguyên chi lực rồi đúng không? Ừm, nhưng quá ít. Lời này quả thật không sai, chút căn nguyên chi lực đó thậm chí còn kém xa căn nguyên chi lực của trái đất trong người Văn Vũ nữa. Cũng không còn cách nào khác, chỉ là ba đứa nhỏ thôi, căn nguyên chi lực không có bao nhiêu cũng có thể dự đoán được. Đi thôi, đi hướng khác. Văn Vũ một lần nữa lên đường, đã im lặng hơn nửa ngày rồi lúc này trong lòng anh lại nảy sinh nghi ngờ. Giống như trong cơ thể của ba đứa trẻ đều chứa đựng căn nguyên chi lực của thế giới kia sao? Đúng vậy. Dây yêu thông thiên tỏ vẻ khẳng định trả lời. Không chỉ con người mà bất cứ một sinh vật sống thuộc bất cứ thế giới nào đều mang trong mình căn nguyên chi lực của chính thế giới đó. Bằng không, anh cho rằng tại sao ma tộc có thể có thể phá vỡ ách thống trị của cấp bậc xiền xích để giết chết các sinh vật trái đất. Lời giải thích này lập tức làm văn vũ bừng tỉnh. Nghiêm túc mà nói thì móc nối giữa căn nguyên chi lực và cấp bậc xiền xích chính là quá trình giết các sinh vật bản địa dẫn đến sự suy yếu của căn nguyên chi lực. Theo như lời đường Hạo Phi nói thì chuyện này không hề khác biệt về mặt bản chất so với một cái ống dẫn từ trên trời rơi xuống hút hết căn nguyên chi lực cả. Nhưng đối với tình trạng của đại thế giới tiên hiệp thì không giống như vậy. Sau giai đoạn sau chiến tranh, ý chí của đại thế giới tiên hiệp đã bị suy yếu một cách mạnh mẽ, chủ nhân thấy được việc thế giới đo diệt vong là không thể tránh khỏi nên đã dùng thủ đoạn để cưỡng chế lấy đi căn nguyên chi lực rồi phân tán vào trong cơ thể của mỗi tộc nhân vì vậy mà lượng căn nguyên chi lực trong mỗi con người ở đại thế giới tiên hiệp đều cao hơn so với người bình thường rất nhiều một mặt nó có thể đảm bảo tính toàn vẹn của xác chết mặt khác nó có thể được coi là nguồn cung cấp một số lợi ích cho ký chủ tiếp theo của tôi ví dụ như anh nói cách khác sau giai đoạn chiến tranh tất cả những sinh của đại thế giới tiên hiệp đều trở thành thần thú chủng sao sao có chuyện đó được dây yêu thông thiên cười nhạo một tiếng trải qua một loạt biến cố căn nguyên chi lực của thế giới đó đã sớm không còn lại bao nhiêu loại thủ đoạn này chẳng qua là vì ghét đám ma nhảy con kia thôi căn nguyên chi lực đều gửi ở trung tâm thế giới muốn phân tán đến bên trong cơ thể mỗi một sinh vật sẽ đều có những cái khó khác nhau để lấy ra cái này không cần tôi nói lại nữa chứ theo tình hình hiện tại chủ nhân cũ của ngươi lẽ ra phải thắng. Dùng một chút mưa mẹo thôi, thắng ở đây cũng không để làm gì cả. Giọng nói của dây yêu thông thiên có một loại cô đơn không thể nói rõ. Giữa trời đất trống trải, vô số lục địa trôi nổi ngang dọc đang xen nhau, trong không gian hỗn độn lại cất giấu một trình tự một quy tắc nào đó sâu bên trong mình. Nhưng văn vũ căn bản không có ý muốn thăm dò mấy thứ này, hiện tại văn vũ chỉ có một loại cảm giác cái nơi rách nát này quá con mẹ nó lớn diện tích của toàn bộ một tầng thiên cung tự nó đã lớn còn kết hợp với cấu trúc phân bố ba chiều trong lúc nhất thời văn vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng may mà văn vũ thật sự đã tìm được đồ tốt trong cái bảo địa này dưới sự chỉ dẫn của dây yêu thông thiên văn vũ đi đi dừng dừng cuối cùng cũng tìm được truyền tống dẫn đến tầng thứ hai chính là chỗ này nhìn thấy từng tia sáng chói mắt trước mặt chữ phù dị thường nhưng chỉ có một mảng dịch chuyển cực nhỏ cỡ một mét vuông văn vũ nhịn không được hỏi một câu làm thế nào để sử dụng đứng lên là được rồi mãn dịch chuyển này đã được chủ nhân biến hóa không nên có liên kết đầu vào linh khí dù sao anh cũng không có linh khí và môi trường trái đất cũng không thể luyện hóa linh khí nghe được lời giải thích của dây yêu thông thiên văn vũ gật đầu sau đó nhìn về phía đất nổi đổ nát xung quanh mình ở đây không cần tiếp thu thêm một chút nguồn gốc thế giới sao vừa đi dọc đường Văn Vũ vừa nói đã hấp thu mấy chục linh hồn chết chóc của thế giới tiên hiệp, vô cùng thư thái, phù hợp với phong cách nhổ tận gốc cực tốt, Văn Vũ muốn ở lại đây một lát. Không cần đâu, tên tiểu tử cấp một kia, lực căn nguyên của cơ thể không có bao nhiêu. Mau lên lầu 2 đi, lầu 2 còn có một chỗ. Bên trong hẳn là có bảo vật. Ồ, là nơi nào vậy? Sưởng rèn thiên cung, nói theo cách của con người thì đó là một kho vũ khí, từng, loại sản xuất thiết bị tiêu chuẩn Trang bị tiêu chuẩn, âm thanh đủ thấp Thấp Trang bị tiêu chuẩn của cường giả cấp 9 và 10 đều là cấp SSS Nếu không thấy ổn thì chúng ta trực tiếp tìm mãn dịch chuyển Cấp SSS đã chạm vào trái tim mềm yếu của Văn Vũ Ngay cả khi không sử dụng nó, chỉ cần bán nó đi Và đó là một khoản thu nhập khủng Vì thế Cấp SSS Đây là một chút đáng xem nó có cảm giác hơi khác so với vận chuyển bảo địa. Mãn dịch chuyển tức thời của thế giới tiên hiệp đã được sư phụ biến hóa có cách thức dịch chuyển linh hoạt và ôn hòa. Văn Vũ hoàn toàn không cảm thấy hoa mắt, chỉ là trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi kịch liệt. Không có các lục địa nổi chằng chịt, tầng thứ hai của toàn bộ thiên cung là một vùng đất rộng lớn. Tầng thứ hai của thiên cung có tổng diện tích 20 triệu km vuông, tương đương với tổng diện tích gấp đôi Hoa Hạ. Đây không chỉ là chiến trường của các chức nghiệp cấp 2 và ma vật cấp 2, mà còn là vị trí của xưởng rèn. Các thiết bị tiêu chuẩn của toàn bộ của chiến khu thiên cung đều bắt nguồn từ đây. Hai lần tổng diện tích hoa hạ. Diện tích này thực sự không nhỏ, điều đáng sợ hơn nữa là đây chỉ là chiến trường của những người chức nghiệp cấp 2 của đại thế giới tiên hiệp mà thôi. Có thể thấy sức mạnh và di sản của đại thế giới tiên hiệp trước đây. Có thể nhìn ra lời cảm thán của Văn Vũ, dây yêu thông thiên đã cắt ngang suy nghĩ lung tung của văn vũ bằng một câu duy nhất anh nghĩ tại sao đại thế giới tiên hiệp có thể chiến đấu chống lại ma tộc trong hơn một vạn năm về sức mạnh nền tảng hệ thống sức mạnh và số lượng kẻ mạnh đại thế giới tiên hiệp đã ở thời kỳ đỉnh cao và nó thậm chí sẽ không thua kém nó vào đầu thời cuối thế giới tiên hiệp căn bản hoàn toàn không quan tâm đến những thứ như cánh cổng của ma giới thế giới tiên hiệp trước đây thậm chí trước khi hệ thống chức nghiệp được mở ra, đã tồn tại một con quái vật già đỉnh cao cấp 10 với sức mạnh gần như tương đương. Nhưng nó vẫn chết. Văn Vũ vô cảm nói thêm. Đúng, nó vẫn chết. Có quá nhiều cách trong đó. Tôi đã nghĩ rằng hệ thống chức nghiệp sẽ trở thành một cú hích cho thế giới tiên hiệp, nhưng không ngờ rằng đó lại là một yêu sách thực sự biểu tượng. Và đây là lý do cơ bản khiến tôi muốn anh vào cùng tôi để xem, thế giới của tiên hiệp có thể chống lại thảm họa hàng nghìn năm nhưng anh không thể vì vậy anh cần biết thêm về sự thật và tìm ra một cách để tồn tại văn vũ nhớ mày khi nghe thấy lời nói của dây yêu thông thiên theo lời ngươi nói ta lần này tiến vào có thể lấy vốn là có thể chống lại năng lực của chủ nhân sao không còn xa lắm chuyện nhỏ này chỉ có thể làm cho anh hiểu được những lời than phiền như chết tiệt của dây yêu thông thiên không làm suy nghĩ của Văn Vũ bị xáo trộn. Văn Vũ là một nhân vật bất tử. Chết để hiểu hay không, những điều này không quan trọng. Hoặc chết hoặc sống, logic đơn giản, hành vi đơn giản. Sau khi dây yêu thông thiên làm sáng tỏ chuyện xe ngựa, mong muốn khám phá sự thật của Văn Vũ ban đầu hầu hết đã được chuyển thành việc theo đuổi lợi ích, loài tiên thú trong thế giới vĩ đại của sự bất tử, sự gia tăng thể lực giới hạn trên và thế giới tuyệt vời của những người bất tử. Nhiều lợi ích di sản khác nhau. Sự thật là quan trọng, nhưng Văn Vũ sẽ không bao giờ quên rằng anh hiện chỉ mới cấp 5. Ngay cả khi biết sự thật, Văn Vũ có thể làm gì? Nó không gì khác hơn là chỉ trôi theo dòng chảy. Vì vậy, Văn Vũ vỗ về cành cây của dây yêu thông thiên. Đừng nói nhảm, thật đúng là trước tiên đi sưởng rèn lấy lợi ích ma vật và vong hồn ở tầng 2 của thiên cung nhiều hơn nhiều so với tầng 1. Ngoài ra, thực lực của tầng thứ hai của vong hồn đã cải thiện một chút, và nguồn gốc của thế giới tiên hiệp có thể chứa được cũng nhiều hơn một chút. Hiện tại, xác của những vong hồn này đã tương đối hoàn chỉnh nhưng vẫn là những bộ xương ban đầu. Trong khu vực chiến trường cấp 2, Văn Vũ quyết đoán mang theo phong thái chiến đấu với viện dưỡng lão Nam Sơn, bước lên trường mẫu giáo Bắc Hải. Tất cả những kẻ có năng lực trên đường đi đều bị quét sạch trận chiến không đạt yêu cầu, thu hoạch không lớn, đó là trên chiến trường cấp 2. Với bước chân của Văn Vũ, cho dù phạm vi của tầng thứ 2 của thiên cung không nhỏ, cũng sẽ không mất nhiều thời gian để đến trung tâm của tầng thứ 2 của thiên cung. Sau một giờ, một tòa nhà cổ kính cao lớn, tráng lệ ở phía xa đã hiện ra trước mắt. Ngay khi Văn Vũ đến tầng thứ 2 của thiên cung, với sự mở ra của thiên cung, vô số chức nghiệp từ bên ngoài cũng đi một mình hoặc theo đội vào thiên cung trong đó, lớn nhất, mạnh nhất và bắt mắt nhất, chắc chắn là đội siêu cấp trình tự do đường Hạo Phi đứng đầu, được bổ sung bởi Oan Tờ và Tần Mẫn, và Frank làm chỉ huy chiến thuật xét riêng về sức mạnh. Sự kết hợp sức mạnh này thậm chí có giá trị bằng một nửa tổng sức mạnh của nơi tập trung yên kinh. Lúc này, một nhóm hàng trăm người lặng lẽ đứng trên bãi đất nổi ở tầng 1 của Dinh, chờ lệnh của sở chỉ huy chiến thuật. Đúng vậy, ngay cả khi đó là một chiến dịch kho báu, quân đội vẫn sắp xếp chỉ huy chiến thuật. Tuy nhiên, không giống như trước ngày tận thế, người chỉ huy chiến thuật sau ngày tận thế cần có nhiều loại kỹ năng đặc biệt. Cũng giống như Frank. Hàng loạt thông tin tình báo liên tục được thu thập trong tay Frank. Frank cẩn thận đọc thông tin trong tay, không mất 3 phút, Frank lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Hạo Phi. Lớp thứ hai có một phản ứng năng lượng rất lớn và lối đi đến lớp thứ hai đã được tìm thấy, ý của cậu là. Đường Hạo Phi mỉm cười vẫy tay. Đi thôi dù sao đây cũng là lần đầu tiên khám phá loại bảo vật mở ra này lần đầu tiên có thu hoạch hay không cũng không thành vấn đề là một kẻ tái sinh biết một số điều về quy tắc của loại bảo địa này bảo địa khám phá tự do thực sự tương đương với một di sản thế giới mở khác quy tắc nhập cảnh nhiều lần và không có yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc mang lại cho loại bảo địa này một sự tự do tuyệt vời ở kiếp trước đã có kinh nghiệm đối phó với loại bảo địa này lần đầu tiên tập trung vào việc làm quen quy tắc tránh nguy hiểm và vẽ bản đồ. Khởi đầu thứ hai là hành trình khám phá và khám phá thực sự. Không thể không nói rằng trải nghiệm về sự tái sinh là khác nhau. So với văn vũ, khoảng cách giữa tái sinh và tái sinh thực sự không hề nhỏ. Theo lệnh của Đường Hạo Phi, hàng trăm chức nghiệp nhanh chóng bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của một chức nghiệp, họ vội vã đến kênh truyền tải gần nhất. Đây cũng có thể coi là nơi mà tổ chức có lợi thế hơn so với cá nhân trong loại bảo địa thăm dò này cho dù có mở ra được thì về tốc độ và hiệu quả cũng có thể không bằng phía đám người quân đội. Một nơi khác trên tầng đầu tiên của thiên cung. Diệp Nam dẫn theo hai người ác cát và Trương Thiệu Kiệt, ở trên một lục địa nổi không có người ở, và trước mặt họ là thi thể của Vạn Bình bị vỡ đầu. Lão Diệp, làm sao bây giờ? Làm gì? Chờ đã. Đợi đến khi Vạn Bình chết đi sống lại, sau đó cứ ở đây, tống cứ cả Vạn Bình này đi diệp nam ngơ ngác nói ra quyết định của mình mang theo vạn bình chạy khắp nơi sự bất trắc quá lớn hơn nữa hiện tại không có quy định và quy tắc bắt buộc nào trong bảo địa này điều này khiến cho xác chết tranh giữ vạn bình là lựa chọn tốt nhất cho diệp nam tuy nhiên diệp nam quay người lại nhìn cậu em trai của mình rồi tổng kết lại tất cả những điểm mạnh hiện tại của mình vốn dĩ với thực lực của bộ ba diệp nam bọn họ có thể ngang hàng với vạn bình nhưng sau khi Vạn Bình mất đi sinh mệnh và nhẫn không gian, nếu ở trong tình huống này, Diệp Nam cũng không dám cùng đấu với Vạn Bình nhau như vậy. Gọi là trả thù chỉ là một trò đùa. Văn Vũ không quan tâm đến sự sống chết của Vạn Bình, nhưng Diệp Nam thì khác, trong tay Diệp Nam, Vạn Bình phải chết. Nghĩ vậy, Diệp Nam yên lặng nhìn nhẫn không gian, cố gắng tìm kiếm tất cả các đạo cụ có thể giúp ích cho trận chiến tiếp theo. Một hướng khác trên tầng 1 của thiên cung. Khả tu vẫy đôi cánh ánh sáng trắng của mình, cố gắng tìm hướng của ác cát. Sau khi nhìn thấy đám người Diệp Nam và Văn Vũ đều tiến vào, bảo địa đột ngột được mở ra này, khả tu cũng không nghĩ tới, thế nhưng cũng tiến vào. Dù là theo đuổi bảo địa hay cuộc xử án ác cát, khả tu cũng không thể làm ngơ trước bảo địa trước mặt. Nhưng không biết có phải ngẫu nhiên của số phận không, địa điểm mà khả tu, Diệp Nam và những người khác được dịch chuyển ngẫu nhiên khi họ vào bảo địa hoàn toàn khác nhau. Nếu không có tai nạn, khả tu hẳn là cuộc đỏ sức định mệnh giữa Vạn Bình và Diệp Nam và sẽ không có sự can thiệp nào. Văn Vũ không biết gì về những điều kiện khác. Lúc này, Văn Vũ nhìn về phía xưởng rèn thiên cung tráng lệ trước mặt, đám người chức nghiệp tới lui như cào cào, trong lòng yên lặng thở dài. Xem ra, vẫn là quá muộn. Văn Vũ tiến vào vùng đất kho báu đã sớm nhưng độ trễ dọc đường quá dài, trên đời này sẽ luôn có người may mắn một khi bước vào tầng một của thiên cung họ sẽ có thể tìm được thông hành gần như không có sự chậm trễ kênh truyền dẫn đến tầng hai và trong số những người này một số ít người sẽ có thể truyền tới vùng lân cận của xưởng rèn thiên cung ở tầng hai một khi họ trải nghiệm truyền cùng với cơ sở dân số khổng lồ trong bảo địa điều này khiến cho người dễ đạt được như văn vũ cũng đến muộn chút đôi khi những điều như may rủi là điều phi lý tuy nhiên Câu trả lời của dây yêu thông thiên tỏ ra rất tự tin. Đừng quan tâm đến họ, những người này chỉ là may mắn. Trong thiên cung, may mắn sẽ mang lại lợi ích, nhưng nếu muốn có được lợi nhuận lớn, phải có sức mạnh. Những con cá tạp này không thể chạm vào lõi của sưởng rèn. Hãy đi về hướng đó. Dây yêu thông thiên truyền ra một làn sóng tinh thần cho Văn Vũ, đồng thời, dây ngọc lục bảo quấn trong tay phải của Văn Vũ cũng nhanh chóng chỉ về một nơi. Nhìn thấy điều này, Văn Vũ lập tức đi về hướng dây yêu thông thiên chỉ. Các tòa nhà đẹp trên đường đi rất khác với bất kỳ phong cách kiến trúc nào đã biết trên trái đất, nhưng các tòa nhà tương đối hoàn chỉnh. Đây hẳn là một hệ thống phòng thủ rất hoàn chỉnh từng ở đây, nhưng với thế giới vĩ đại của tiên hiệp, sự hủy diệt, thậm chí là sự cắt đứt hệ thống phòng thủ biên, thiếu bảo trì và hỗ trợ năng lượng, và trở nên không thể chịu nổi. Ít nhất, Văn Vũ đã tận mắt chứng kiến một người chức nghiệp cấp 3 đột nhập vào một tòa nhà, nhưng trong vòng nửa phút một con rối đổ nát và vụn vặt trực tiếp bị ném ra ngoài văn vũ cũng tiếp tục nghiên cứu sự xuất hiện của những con rối có một số điểm tương đồng với những con rối bảo vệ trong thành phố thiên không vĩnh hằng nhưng từ góc độ ngoại hình thuần túy và sự phức tạp của chữ phù công nghệ của con rối này phải thấp hơn nhiều so với thành phố thiên không vĩnh hằng không có gì đáng ngạc nhiên khi hệ thống công nghệ thống trị thế giới đã hấp thụ vô số thế giới và công nghệ trong tay vượt qua cả thế giới tiên hiệp các chức nghiệp gặp phải trên đường đi không có bất kỳ cường giả nào bắt mắt mà văn vũ có thể nhìn thấy ngoài ra sau khi tận thế tin tức ở nhiều khu vực tương đối bị chặn và họ không thể nhận ra thân phận của văn vũ và trình tự hai cùng lắm là cảm thấy dây yêu trên tay phải của văn vũ tương đối bắt mắt không cần tìm hiểu thực lực của các đối thủ xung quanh mình lại thiếu vắng những bảo bối lớn không chủ động gây chuyện chắc chắn là một lựa chọn vô cùng sáng suốt vì vậy trong một bầu không khí cảnh giác nhưng hài hòa Văn Vũ đã làm theo chỉ dẫn của dây yêu thông thiên và đi thẳng vào một tòa nhà không có gì nổi bật. Hàng loạt cổ máy kiểu mạnh mẽ khổng lồ được sắp xếp gọn gàng, không biết đó là vấn đề vật chất hay phương pháp được sử dụng trong thế giới vĩ đại của tiên hiệp. Thậm chí sau nhiều năm vô tận, những cổ máy ở đây, hãy được coi là cổ máy theo thời gian hiện tại, chúng vẫn được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Nhưng nếu không có năng lượng hỗ trợ, những đồ vật khổng lồ bằng thép này từ lâu đã mất đi công năng ban đầu giống như đang ngủ say, nằm yên lặng tại chỗ, chỉ từ những chi tiết nhỏ bé, Văn Vũ có thể cảm nhận được rằng một thời rực rỡ của đại thế giới tiên hiệp. Sức mạnh dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu được sự bào mòn của năm tháng vô tận. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dây yêu thông thiên buồn bã nói: "Đây là xưởng rèn từng rèn thiết bị tiêu chuẩn cho cường giả cấp 10, nhưng hiện tại đã không còn tác dụng." Văn Vũ khẽ nhíu mày. Văn Vũ không quan tâm nó dùng để làm gì văn vũ chỉ quan tâm đến một điều còn thiết bị thì sao ở dưới đây dây yêu thông thiên nhẹ chỉ vào lòng đất kho chứa vật tư hai tầng trước đây dùng để chứa vũ khí và đồ bảo hộ đó là một mật thất nhỏ chờ một chút tôi đi xem nói xong dây yêu thông thiên liền muốn đi sâu xuống nhưng lại bị văn vũ nắm chặt cùng nhau đi chính là lúc này anh vẫn yên tâm về tôi sao đúng vậy Ta chính là không yên tâm về ngươi, cho nên cùng nhau đi đi." Văn Vũ tỏ thái độ rất kiên quyết. Sau khi dây yêu thông thiên đánh thức một linh hồn không biết đã sống bao nhiêu năm, Văn Vũ dù có giao ước cũng không thể yên tâm 100% với dây yêu thông thiên, trong trường hợp này, Văn Vũ sẽ không bao giờ để dây yêu thông thiên ở lại một mình, thoát khỏi tầm mắt của mình. Có lẽ dây yêu thông thiên thật sự không có ý định không trung thực, sau khi nhìn thấy thái độ của Văn Vũ như vậy kiên quyết liền mềm lòng thế cũng được nhưng khi xuống phía dưới mọi thứ phải nằm dưới sự chỉ huy của tôi được rồi dây yêu thông thiên xoay người tại chỗ hai lần rồi nhẹ nhàng chạm đất chính là chỗ này trong dây tiếp theo phần đầu của dây yêu thông thiên bắt đầu lóe lên ánh sáng màu tím như thể nó đang ở thế giới bên ngoài phá vỡ lối vào của thánh địa liên triều của diệp nam trên mặt đất hiện ra chữ phù với hình dạng kỳ lạ với chữ phù màu tím nhấp nháy hai lần Văn Vũ chỉ cảm thấy một làn sóng dao động đột ngột từ mặt đất dưới chân mình và sự dao động chỉ kéo dài khoảng 3 giây. Sau đó, nền đất cứng rắn ban đầu từ từ chìm xuống như cát, dần dần lộ ra một ổ gà to bằng đầu người. Nhìn thấy cảnh này, Văn Vũ từ bên cạnh nhìn về phía dây yêu thông thiên đang nằm mềm mại, trong lòng đột nhiên có một cái hiểu biết chung về năng lực của dây yêu thông thiên. Những chữ phù được vẽ bởi dây yêu thông thiên nên có khả năng tương tự như phá vỡ lệnh cấm từ phá bỏ lệnh cấm là những gì văn vũ nhìn thấy từ tiểu thuyết của tiên hiệp quy trình vận hành cụ thể là gì và loại kỹ năng nào được sử dụng văn vũ thực sự không biết và điều mà anh có thể đoán được là những phương pháp luyện hóa trường sinh bất tử nói chung này văn vũ cũng không thể học được dây yêu thông thiên không bày tỏ bất kỳ quan điểm nào về điều này và chỉ thẳng vào lòng đất đi thôi tôi mong đợi bên trong nên có một chút đồ tốt ngươi dẫn đường đi chật 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 anh thật sự là thảo nào mà anh không có bạn. Im đi, nhanh lên, với sức lực của tôi, tôi cần bạn bè sao? Nhìn thấy dây yêu thông thiên dẫn đầu đi vào hố ngầm, Văn Vũ suy nghĩ một chút, dứt khoát thả tinh và độc nhãn ra. Độc nhãn, ngươi cùng tinh đi canh cửa, tinh nghe lệnh của độc nhãn. Xét riêng về năng lực toàn diện thì khả năng độc lập làm việc của độc nhãn quả thực cao hơn tinh, thêm nữa, Giới U Minh của Viết To quá quan trọng đối với Văn Vũ nên việc Văn Vũ sắp xếp cho một vài hồn sủng lần này cũng không tồi, nó là khá thỏa đáng. Sau khi sắp xếp xong đường lui, Văn Vũ nhìn dây yêu thông thiên đã trải dưới lòng đất, dứt khoát nhảy xuống hố sâu. Hố sâu mờ mịt, không một chút ánh sáng. Không có nguồn sáng, cho dù thị lực của Văn Vũ có tốt đến mấy cũng không thể quan sát được gì. Lần đầu tiên lấy đèn pin ra, Văn Vũ đã quét nó xung quanh, không gồ ghề như một đường hầm thông thường dưới lòng đất, các bức tường xung quanh đều hiện ra trạng thái sạch sẽ và nhẵn nhụi, ngoại trừ dấu vết đang bò của dây yêu thông thiên chỉ còn lại lớp bụi dày. Có vẻ như lẽ ra bản thân nên dẫn đầu. Nghĩ đến đây, Văn Vũ lập tức dời tầm mắt lên, liền nhìn thấy dây yêu thông thiên cách đó không xa. Trong môi trường mờ tối, dây yêu thông thiên trong suốt có màu xanh ngọc lục bảo ban đầu đã mất đi bộ lông quyến rũ ban đầu, và tất cả những gì còn lại chỉ là một thân hình lờ mờ trông giống như màu đen và tím vào lúc này dây yêu thông thiên đang xoay người bò xung quanh trên một cổng đá lớn có vẻ như dây yêu thông thiên sắp sử dụng phương pháp kỳ lạ của mình để phá bỏ lệnh cấm một lần nữa tuy nhiên sự việc phát triển vượt ra ngoài dự đoán của văn vũ dây yêu thông thiên bò trên cửa đá thật lâu sau đó chậm rãi leo trở lại bên người văn vũ trong đầu văn vũ có chút bực bội truyền lại thời gian trôi qua đã quá lâu ban đầu mật thất đã hoàn toàn thất bại không có lệnh cấm mở cửa tôi không có biện pháp đi vào vậy phải làm gì phá mạnh cấm chế không có hiệu lực đồng nghĩa với việc biện pháp phòng ngự ở đây đã giảm đi rất nhiều với thực lực hiện tại anh hẳn là có thể dễ dàng giải quyết những tảng đá vỡ này chờ đã ta sẽ thử lại văn vũ nói xong nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó dứt khoát áp dụng sức mạnh của Phật cho tất cả chúng sinh để bảo vệ và hỗ trợ cho giới U Minh. Sức mạnh của giới U Minh nhanh chóng lan rộng khắp lối đi dưới lòng đất, sau đó Văn Vũ trực tiếp thay đổi luật lệ ở giới U Minh. Thật vô dụng. Căn phòng bí mật là một căn phòng bí mật. Làm sao nó có thể bị xâm nhập bởi dịch chuyển tức thời và những khả năng khác? Những viên đá ở đây không phải loại thường dây yêu thông thiên không nói dối sau một bài kiểm tra đơn giản cánh cổng đá được tích hợp chặt chẽ đã chặn được sức mạnh chuyển động tức thời của giới u minh phát hiện đơn giản không có kết quả văn vũ quả quyết đấm một luồng năng lượng màu đen từ đỉnh nắm đấm của văn vũ nhanh chóng bắn phá cổng đá trước mặt có một sự bùng nổ như thể đang nghe thấy tiếng nổ từ dưới lòng đất chấn động dữ dội lan từ vị trí của con đường bí mật lên trên và nhanh chóng lan ra toàn bộ phạm vi của lò rèn chấn động dường như bạo lực cũng không khiến văn vũ nhúc nhích dù chỉ một chút văn vũ nhất định biết mình mạnh đến mức nào tuy nhiên sự vững vàng của cứa đá khiến văn vũ bí mật cao mày với 13.598 điểm thể lực cộng với 2.000 điểm thể lực do linh hồn nhỏ cung cấp, một cú đấm 15.598 điểm thể lực chỉ khiến cứa đá đột phá một vết nứt. Tiếp tục, dây yêu thông thiên giống như cột cờ chuyển động theo gió, phất cờ và hò hét không ngừng bên cạnh văn vũ. Bùng. Đó là một cú đấm khác. Tiếng ồn ào dữ dội truyền khắp toàn bộ xưởng rèn Thiên Cung, Văn Vũ đã mong đợi điều này từ lâu, Văn Vũ hoàn toàn an tâm với hoàn cảnh bên ngoài dưới tình huống của Tinh và Độc Nhãn canh giữ cửa. Bùng. 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 Tiếng nổ liên tục vang lên xuyên qua toàn bộ xưởng rèn Thiên Cung. Tất cả các chức nghiệp nhận thấy tiếng ồn lớn đã phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một số chức nghiệp có năng lực thấp như thể chuông báo động đã hoàn toàn vang lên chạy về phía xa như thể tiếng ồn lớn vừa rồi là một thảm họa chưa được biết đến cuộc sống quan trọng hơn sự phấn khích đây là một lựa chọn tốt cho các chức nghiệp có năng lực thấp và một số chức nghiệp nghĩ rằng họ giỏi đã dứt khoát chạy về hướng mà văn vũ đang ở trong cảnh hỗn loạn này cường giả phía quân đội do đường hạo phi đứng đầu cũng bị dịch chuyển lên tầng hai của thiên cung lão đại anh làm ồn quá bên ngoài có người đến bùng. Văn Vũ tung ra một cú đấm nữa, cánh cổng bằng đá đã vỡ vụn rồi. Ngay cả khi độc nhãn đã phát ra tiếng chuông báo động, Văn Vũ vẫn không hề nhúc nhích. Câu trả lời không mặn không nhạt. Các anh tự mình xem rồi làm đi. Không có thứ tự cụ thể, bởi vì Văn Vũ tin rằng không cần thứ tự cụ thể nào cả. Những người không biết độc nhãn và tin chắc chắn sẽ không thể đánh bại chúng, mà những người biết độc nhãn và tin sẽ không bao giờ làm việc với độc nhãn và tin cho dù là đường hạo phi cũng không thể vì một vài lợi ích không rõ mà lựa chọn trở mặt với văn vũ với sức mạnh siêu phàm hiện tại là sự tự tin của văn vũ nhiều thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản ở văn vũ đây cánh cổng bằng đá nặng nề đầu tiên nhanh chóng bị phá hủy dưới sự bắn phá dữ dội của văn vũ tùy ý đi ngang qua phần còn lại của cánh cổng đá đầu tiên văn vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh một cách nhanh chóng các giá đựng vũ khí và giá treo áo giáp đều được sắp xếp gọn gàng xung quanh điều này chứng tỏ đây đích thực là kho chứa vật liệu trong miệng của dây yêu thông thiên. Tuy nhiên, vũ khí và áo giáp chỉ còn lại rải rác trên đó đã bị ăn mòn từ lâu. Văn Vũ chỉ nhìn thấy một số mặt sắc vụn trên chui kiếm và những thứ tương tự. Dây yêu thông thiên từ từ leo lên mặt đất và chỉ vào một phong chữ không xác định trên một giá vũ khí. 6. Cái này đại diện cho trang bị tiêu chuẩn được sử dụng bởi các chuyên gia cấp 6, cấp là A, này. Thời gian tàn nhẫn, dù là vật phẩm cấp A cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian Sau đó, dây yêu thông thiên lại đi sâu vào trong, cẩn thận nhìn cánh cổng đá kia trước mặt Sau một lúc lâu, dây yêu thông thiên bất lực nói Vẫn không mở được, anh có thể đi tiếp Trong hố sâu nhỏ, tiếng gầm rú lại vang lên Bên ngoài, những trung động điên cuồng dưới lòng đất cũng không làm cho tin với độc nhãn đang canh giữ cửa lo lắng ngay cả khi biết rằng những tiếng động giữa mặt đất sẽ thu hút một số lượng lớn các chức nghiệp, độc nhãn và tinh vẫn không quan tâm. Bỏ qua sức mạnh hiện tại của hai con hồn sủng, chỉ cần nói về sức mạnh khế ước của không gian cõi linh hồn cũng đủ để đảm bảo rằng hai con hồn sủng có thể trốn thoát và lên trời ngay từ đầu khi gặp nguy hiểm. Trừ khi nó bị giết bởi một cú đánh, hoàn toàn không cần phải lo lắng về sự an toàn của hai con hồn sủng. Mà trên thế giới này, ngoài đường hạo phi, Ai có thể giết Độc Nhãn và Tinh trong một đòn? Nhưng nếu tính đến tính cách và những mối quan tâm của Đường Hạo Phi, thì Đường Hạo Phi có thể là kẻ giết Độc Nhãn và Tinh. Lâm Hải Phong rất hiểu tính cách của Đường Hạo Phi, nhưng Văn Vũ thì không. Dưới sự nhúng tay ba bên của Lâm Hải Phong, Đường Hạo Phi và Văn Vũ, mối quan hệ giữa ba người có thể coi là phức tạp, ở góc nhìn của Độc Nhãn, Văn Vũ độc thân vô lo vô nghĩ, thậm chí có thể nói là chiếm thế chủ động tuyệt đối. Vì vậy, Nhìn xem bên ngoài càng ngày càng có nhiều chuyên gia, thậm chí đông đảo chức nghiệp vây quanh tòa nhà này ngáp một cái chán nản, sau đó thân thể nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã cao tới 15 mét trạng thái của chiến đấu. Ú ù Như thể đang thở, một tia lửa bạo ngược bị đuổi ra, ngọn lửa ma thuộc màu đen lập tức bốc lên, sau đó biến thành một vòng lửa màu đen giữa không trung. Trên mặt đất, trên mặt đất vẽ ra một đường phân cách rõ ràng. Làn sóng nhiệt dân cao và phạm vi kỹ năng siêu việt, cũng như quy mô và khả năng điều khiển sức mạnh đáng sợ được hiển thị bởi độc nhãn, đột nhiên khiến những chức nghiệp ồn ào bên ngoài bỗng im lặng. Quái thú đột biến không thể vào bảo địa, và chỉ có một khả năng duy nhất để một quái thú đột biến xuất hiện ở đây, đây là yêu thích của một chức nghiệp nào đó. Lấy quái thú đột biến cấp 5 làm yêu thích của trận chiến, đây là một trình độ không thể tưởng tượng được đối với hầu hết các chức nghiệp bên ngoài. cụ cụ Độc nhãn hắn giọng Rồi nhìn lại tinh vẫn đang ở trạng thái thu nhỏ Tinh biến thành lớn hơn Ồ Ồ Tinh bối rối và không thể hiểu được cách luyện tập của độc nhãn Nhưng điều này không ngăn được tinh nghe những lời của độc nhãn Thân hình nhỏ bé của nó nhanh chóng trở nên lớn hơn Trong nháy mắt Một con rồng khổng lồ lớn hơn gấp đôi độc nhãn đã xuất hiện bên cạnh độc nhãn Một quái thú đột biến cấp 5 và một dị nhân cấp 5 cộng với một gã dường như là thần thú cấp 5, việc ngăn chặn này không còn đơn giản như một cộng một bằng hai nữa. Ngoài những thông tin được lưu hành rộng rãi của trình tự hai, nhiều chức nghiệp có thông tin tốt đã đoán được diễn biến chung của vấn đề. Nhìn thấy bên ngoài không có một tiếng động, hơn nữa còn có tình huống chuyên nghiệp quay đầu rời đi, độc nhãn lập tức gật đầu làm ra vẻ hài lòng, rất nhân văn, sau đó độc nhãn liền mở to miệng nói những câu tiếng trung rõ ràng truyền đi xa. Hẳn là có rất nhiều người biết tôi. Cho dù không biết tôi thì cũng nên biết người anh em đen thui bên cạnh tôi đúng không? Đúng vậy, chúng tôi chính là cẩu gia và tinh gia của mọi người, từng, không biết chúng tôi cũng không sao, lão đại của chúng tôi là Trình Tự Hai Văn Vũ, mọi người chắc biết chuyện này chứ. Thật đáng tiếc không biết liệu mình có sợ hãi trước kích thước của Độc Nhãn và Tinh hay thực sự bị lẫn lộn đến mức thậm chí không thể nhận ra Trình Tự. Lời nói của Độc Nhãn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cái gì? Cái này mà mọi người không biết? mọi người không biết trình tự. Vậy mọi người đến đây làm gì? Không ai nói gì cả. Độc nhãn có chút ngượng ngùng. Nhưng không sao cả, da của chó một mắt rất dày. Mọi người có biết hay không không thành vấn đề, tôi thấy mọi người một người hai người đều đứng đơ ra như khúc gỗ vậy, chắc là bị uy phong của cẩu gia với tinh gia làm cho kinh sợ rồi, tôi cũng không thèm nói lời nào với mọi người, chúng ta lập một quy tắc. Vì lão đại của tôi là con người và mọi người cũng là con người, mọi người đã nhìn thấy dòng cảnh báo tôi vừa thiết lập chưa? Nói xong độc nhãn chỉ vào vòng lửa trên mặt đất. Những kẻ tấn công chúng ta sẽ chết. Những kẻ bước vào vòng tròn này cũng sẽ chết. Chỉ nói nhiều như vậy, đàn gãy tai trâu không có ý nghĩa gì cả. Hãy thử đi nếu mọi người muốn chết. Nó chỉ là một con chó mà thôi, lừa đảo cả. Sĩ vả. Một ngọn lửa đen, Giống như một cây kim thép, bắn thẳng vào đám đông, chính xác như một viên đạn bắn bởi một tay súng sắc bén, ngay lập tức biến một kẻ chức nghiệp thành tro tàn. Đồ ngu xuẩn, đến một hơi cũng không giấu nổi, cũng dám nói thật. Đúng vậy, lão tử là một con chó, nhưng mọi người cũng phải hiểu rằng tôi là một con chó ở đỉnh cấp 5, hơn nữa tôi cũng là một con chó ở trình tự 2, được không? Với một bên ngực ngẩng cao, nó tự hào tuyên bố rằng nó là con chó của trình tự 2. Trong những ngày qua, có người không uy tín với chó, có người sống không bằng nuôi chó, đây thực sự là một sự thật. Và với sức mạnh của Độc Nhãn và sự tự tin được hỗ trợ bởi Văn Vũ, thật sự là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sao? Không, Độc Nhãn không cần lợi dụng tình thế của Văn Vũ, thật ra nếu không phải Văn Vũ thì Độc Nhãn rất có thể sẽ trực tiếp quét sạch tất cả những người chuyên nghiệp có mặt. Sức mạnh tuyệt đối mang lại sự tự tin tuyệt đối. Một khi sức mạnh đạt đến một mức nhất định, nhiều thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Cứ như thể văn vũ xuống tìm bảo bối, còn độc nhãn và tinh phụ trách giữ cổng. Dưới sự ngăn cản kép của độc nhãn và tinh, các chức nghiệp bên ngoài rất vui vẻ và đạt được sự đồng thuận với độc nhãn. Dù sao, chỉ cần bọn họ hiểu được lẽ sống là của chính mình, thì những kẻ này nhất định sẽ không thể làm mưa làm gió. Không có trí tuệ dám nhảy ra khiêu khích vi phong của độc nhãn. Những người tự tin vào sức mạnh của mình biết danh tính của trình tự 2 và tình trạng sức mạnh được đại diện bởi trình tự 2. Nếu không biết trình tự 2, hẳn là không dung hợp tốt, tự nhiên cũng không dám khiêu khích tính kiên nhẫn và khí chất của dị thú đỉnh phong cấp 5 độc nhãn. Nhìn thấy nhóm chức nghiệp rất có lý này, độc nhãn đột nhiên ngáp một cách chán nản. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.